qua 3 đợt dịch. Trong đợt dịch thứ tư, chủng virus Delta với đặc tính nguy hiểm lây lan nhanh đã tấn công vào những điểm sung yếu nhất như bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu trọ công nhân, chợ đầu mối. Kèm theo đó là những số ca nhiễm chóng mặt tăng lên mỗi ngày, đi kèm với những diễn biến phức tạp và nhiều thách thức. Thực tiễn hơn 160 ngày căng mình chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo đó là những kinh nghiệm và bài học được rút đúc đã góp phần chuyển hướng mạnh mẽ chiến lược phòng chống dịch trên cả nước bước sang giai đoạn mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Về tác động lâu dài của COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, da, phổi, tâm thần, hệ tim mạch. Người bệnh hậu COVID-19 còn phải đối mặt với các triệu chứng như mệt mỏi, đau mỏi xương khớp, bệnh thần kinh ngoại biên, thiếu máu ngoại biên chi. Tác động của hội chứng hậu COVID-19 không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mà còn tác động đến công việc, xã hội và kinh tế. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 là điều kiện cần thiết trong bối cảnh xã hội hiện nay. Với các chiến lược tiếp cận sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội, chiến lược can thiệp sớm trong việc điều trị, chăm sóc sớm cho người mắc hội chứng hậu COVID-19. Ngày hôm nay được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trạm Y tế phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức talk show những vấn đề liên quan đến COVID-19 với các báo cáo viên từ tổng đài 1022 nhánh 3 tư vấn từ xa cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về virus corona SARS-CoV-2 để bước sang giai đoạn mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Và đó cũng chính là lý do của chương trình ngày hôm nay. Đến với chủ báo cáo chuyên đề ngày hôm nay, chúng tôi xin vinh dự được đón tiếp quý vị khách mời. Về phía các báo cáo viên, xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Anh Thư, Chủ tịch Chi hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Chợ Rẫy. Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh, Phó trưởng Bộ môn Truyền nhiễm Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, điều hành Bệnh viện Dã chiến số 8. Về phía Trạm Y tế, xin trân trọng giới thiệu Bác sĩ chuyên khoa 1, cô Nguyễn Thị Bình. Về phía Công đoàn Trường, xin trân trọng giới thiệu cô Hồ Minh Nhiên, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường. Và về phía Đoàn Trường, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo, Bí thư Đoàn Trường. Về phía các báo cáo viên, xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Bác sĩ Trần Thị Tố Quyên, giảng viên Bộ môn Nội, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và để bắt đầu buổi báo cáo chuyên đề của chúng ta ngày hôm nay, em xin được phép kính mời Bác sĩ chuyên khoa 1, cô Nguyễn Thị Bình sẽ tiến lên sân khấu có đôi lời chia sẻ và nhắn nhủ đến các bạn sinh viên đang tham dự buổi talk show ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Alo, được. Kính thưa toàn thể cán bộ viên chức của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa toàn thể học sinh, sinh viên của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, qua cái đại dịch Covid vừa qua, thì trường ta cũng là nằm trong những cái khó khăn của thành phố cùng chung tay vượt qua đại dịch vừa qua, với cái để lại những cái hậu quả của Covid thì thấy rằng là những trăn trở của sinh viên rất nhiều. Thì tôi có được mời đến để giúp đỡ các bạn vượt qua những cái khó khăn trong đại dịch Covid. Là ở đây tôi sẽ được mời là các báo cáo viên từ các trường đại học và từ các bác sĩ từ tâm dịch và có những kinh nghiệm chuyên môn cao đến với chúng ta với những cái báo cáo rất là cần thiết cho các bạn, là hành trang cho các bạn trong những các cuộc phòng chống dịch. Vì hiện nay thì dịch bệnh cũng có suy giảm, tuy nhiên chúng ta cũng vẫn phải luôn luôn đề phòng cảnh giác, đặc biệt là để chúng ta có những cái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả trong cái bệnh COVID-19. Đây, thay mặt nhà trường, đáng nhẽ thầy có thầy hiệu trưởng, nhưng vừa thầy hiệu phó, thầy trường, thầy đã phải có một cái cuộc họp tuyển sinh
rất là gấp với bộ, do vậy là đã không có mặt ở đây với chúng ta. Thì thay mặt nhà trường, tôi gửi lời cảm ơn đến các phó giáo sư, tiến sĩ, các bác sĩ, báo cáo viên ngày hôm nay. Cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô. Dạ, cảm ơn. Dạ, thay mặt cho... Thay mặt cho chương trình, em xin cảm ơn những lời chia sẻ và nhắn nhủ từ cô. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây em xin phép được kính mời các báo cáo viên sẽ cùng tiến lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Anh Thư, Chủ tịch Chi hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Chợ Rẫy. Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh, Phó trưởng Bộ môn Truyền nhiễm Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin trân trọng kính mời Thạc sĩ Bác sĩ Trần Thị Tố Quyên, giảng viên Bộ môn Nội Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và cuối cùng xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, điều hành Bệnh viện Dã chiến số 8 sẽ tiến lên sân khấu để điều hành buổi talk show những vấn đề liên quan đến COVID-19 ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi xin lỗi các bạn là vì hiện nay là hai chủ tọa đều vắng mặt, nhưng mà sẽ đến với chúng ta vào trong khoảng một vài phút nữa, bởi vì lý do cô Kim Dung đang bị có một cái làm việc với thành phố về cái cũng công tác phòng chống dịch của chúng ta. Thầy Quế vừa mới mổ xong lên ca mổ là thầy cũng đang chạy tới đây, thì mong các bạn thông cảm, thầy sẽ điều hành trước tiếp. Tuy nhiên chúng ta vẫn diễn ra cái báo cáo chuyên đề, thì tôi xin được cái báo cáo chuyên đề đầu tiên cũng theo kế hoạch là báo cáo của cô Lê Thị Anh Thư. Dạ, em xin mời cô Lê Thị Anh Thư sẽ cho cái báo cáo chuyên đề đầu tiên. Các bạn trong khi nghe, các bạn có thể đặt câu hỏi tiếp tục, các bạn gửi vào trong cái fan của bên áo xanh AU để các bạn tổng hợp và giải đáp câu hỏi, thì sẽ là sau 4 cái báo cáo chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Phải lên trên đó hay là ngồi dưới? Dạ, kính thưa cô Bình, kính thưa tất cả các thầy cô cùng đến dự cái buổi talk show ngày hôm nay, kính thưa tất cả các quý học, coi như là các quý anh chị ở của đại học mở. Ở đây là chúng ta là các sinh viên của tất cả các năm luôn phải không ạ? Thì rất là vui mừng là được cùng đến đây cùng chia sẻ với các em ở trong cái chương trình talk show này. Cái bài đầu tiên của tôi là về cái vấn đề không phải là liên quan tới chẩn đoán điều trị, mà liên quan tới cái chuyện mà phòng ngừa lây nhiễm. Thì tôi nghĩ là các em cũng đã biết một chút rồi phải không ạ? Nhưng hôm nay mình hệ thống hóa lại cái những cái vấn đề như thế nào để mình chúng ta có thể phòng ngừa cái lây nhiễm cái COVID-19. Xin ban tổ chức cho slide ạ. Vậy thì chúng như trong cái phần này thì mình là chủ yếu là mình sẽ phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng phải không ạ, chứ không phải trong bệnh viện. Cho nên là những cái này tôi nói đây thì mình sẽ xoáy quanh những cái chuyện ở trong cộng đồng là chủ yếu. Và mình thấy rằng là cái phần lớn những cái lây nhiễm là nó xảy ra
là từ cái tiếp xúc gần trong gia đình, đúng không ạ? Hoặc là trong xã hội mà mình tiếp xúc rất là gần. Ví dụ như là mình cứ thấy là cả gia đình cũng là đều bị mắc COVID này kia. Và trong cái vụ cái đơn, cái lúc mà cái dịch mà khủng khiếp nhất vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 đó, chúng ta thấy là có những cái nơi là cả gia đình mắc hết và cả gia đình đều trở nặng hết. Như vậy rõ ràng là cái sự lây nhiễm chủ yếu là nó lây qua trong cái tiếp xúc gần. Vậy thì mình phải hiểu rõ, vậy thì tiếp xúc gần vì sao mà nó để lại lây nhiễm à, thì mình biết rằng cái chuỗi nhiễm trùng á, để mà lây một cái lây nhiễm, một nói chung một cái chuỗi nhiễm trùng nói chung, để muốn lây nhiễm để một cái con vi sinh vật nào đó là muốn lây bệnh cho mình á, thì luôn luôn nó qua một cái chuỗi nhiễm trùng. Thì cái vậy thì nó cái chuỗi nhiễm trùng nó như trên sơ đồ như thế này, có nghĩa là cái con vi sinh vật đó nó cái số lượng nó có nhiều hay không, cái độc lực nó có nhiều hay không, và khi mà nó với một cái số lượng lớn, với một độc lực lớn thì nó sẽ lây truyền cho mình, nó lây truyền cho mình, và mình sẽ bị nhiễm bệnh hay không cũng tùy là cái sức đề kháng mình có tốt hay không. Cho nên chúng ta thấy có nhiều anh chị chúng ta là 80% là nhiễm COVID nhưng mà không có triệu chứng gì hết, đúng không ạ? Cho nên là do cái sức đề kháng mình cũng khá tốt. Cho nên là vậy thì mình có nhiễm hay không nó cũng phụ thuộc vào nhạy cảm của mình. Và để cái con vi khuẩn virus đó nó lây cho mình, nó phải bắt buộc qua cái con đường lây truyền, nó phải qua con, đi qua một con đường lây và đi qua cổng vào thì nó đi vào mình được. Như vậy nhìn trên cái chuỗi nhiễm trùng này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái yếu tố, cái khâu, cái mắc xích nào mình mới kiểm soát được hả? Theo các em, mình thấy cái khâu nào sẽ kiểm soát được? Rõ ràng là con virus nó nằm đó, số lượng nó mình không kiểm soát được, đúng không ạ? Cái con người của chúng ta, sức đề kháng kém hay là mạnh cũng khó kiểm soát được. Như vậy để mà mình giảm lây nhiễm thì mình chỉ có một cái chỗ là mình có thể kiểm soát được là cái gì ạ? Đường lây truyền, đúng không ạ? Vậy thì nếu như mình chặn đứng, mình cắt đứt đi cái đường lây truyền, phải không? Thì lúc đó chúng ta sẽ, mặc dù là có virus đó nhưng mà chúng ta không bị lây bệnh. Đấy, cho nên vậy thì mình phải hiểu rõ cái đường lây truyền nó như thế nào. Thì có các, vậy thì theo chúng ta COVID-19 sẽ lây như thế nào thì chúng ta coi cái phim của Tổ chức Y tế Thế giới. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Yeah. Như vậy thấy không, là qua cái clip này thì chúng ta thấy như thế nào. Như vậy đường lây truyền chính chủ yếu là thứ nhất là COVID qua cái đường giọt bắn, phải không ạ? Tức là khi hai người đứng gần nhau trong vòng 1 đến 2 mét thì khi nói chuyện với nhau thì lúc đó cái con virus nó sẽ bay vào nó bay vào cái người đối diện ha. Còn nếu mà mình đứng xa, mình ở xa hơn 2 mét thì nếu khi lây qua đường giọt bắn thì nó sẽ không có rơi vào người đối diện, nhưng mà nó sẽ rơi vào các bề mặt xung quanh. Do đó khi chúng ta tiếp xúc với cái bề mặt xung quanh thì chúng ta có thể nhiễm. Thì đấy là một con đường lây truyền thứ hai, đó là lây truyền qua đường tiếp xúc, phải không ạ? À, xin slide tiếp. Thì gần đây thì cũng có một số các, nếu như chúng ta xem mạng á thì chúng ta thấy rằng COVID-19 là virus spreads mainly between có people một số người nói rằng vẫn lây qua đường không khí, có nghĩa it rằng là không cần đứng gần vẫn lây. Cho nên là vậy thì cái chuyện này nó có hay không thì chúng ta nhìn, thì chúng ta thấy chú ý là vẫn là đứng ở trong một cái khoảng cách rất là gần.
most easily in crowded settings. Closed spaces with poor ventilation, or through prolonged contact with an infected person. This is because, as a person infected with the COVID-19 virus breathes, talks, coughs, or sneezes, liquid particles of various sizes are expelled into the air. Larger particles are called droplets. Smaller particles are called aerosols. You can contract the virus if infected particles come into contact with your eyes, nose, or mouth. Whether you are inside or outside, always maintain a physical distance of at least 1 meter from others. When you are in an enclosed or poorly ventilated space, the virus can spread more easily. In these conditions, aerosols can remain suspended in the air or travel farther than 1 meter. When you are inside, make sure to stay at least 1 meter from others. Wear a mask. Open a window to improve ventilation. And limit your time spent in these settings. To protect yourself and others, always follow these 6 precautions. Như vậy thì để tóm lại, chúng ta sẽ thấy là có 3 đường lây, đúng không ạ? Như vậy, lây qua đường tiếp xúc là do tay người của chúng ta tiếp xúc với lại cái con virus gây bệnh. Cái thứ hai là có thể lây qua đường giọt bắn, chúng ta khi mà chúng ta đứng gần cái người bệnh. Và cái thứ ba là có thể lây qua đường không khí trong một số tình huống đặc biệt thôi. Trong một số tình huống đặc biệt. Ví dụ như là ở trong bệnh viện, khi mà các bác sĩ phải làm những cái thủ thuật để mà cho trên người, hô hấp trên người bệnh nhân, thì lúc đó nó sẽ, con virus nó không có, chỉ không có rớt xuống trong vòng 1 đến 2 mét nữa, mà nó sẽ chuyển thành bay lây qua đường không khí. Lây tiếp ạ. Vậy thì ngay cái COVID-19 ở nhà thì mình lại thấy hai cái đường mình rất là quan trọng nhất là ở trong cộng đồng là chủ yếu là qua tiếp xúc và qua giọt bắn. Lây tiếp đi. Vậy tiếp xúc á, mình phải nói kỹ hơn nữa là tiếp xúc trực tiếp. Là có nghĩa là giữa da và da, có nghĩa là khi chúng ta bắt tay nhau, chúng ta sờ vào người nhau, phải không ạ? À? Thì lúc đó thì virus từ người này sẽ lây qua người kia, nhưng mà cũng có thể là lây qua gián tiếp. Mà cái gián tiếp thường gặp nhất là chính là chúng ta sờ vào những cái bề mặt môi trường xung quanh của chúng ta, từ những cái vật dụng rồi những cái bề mặt môi trường mà nó có nhiễm những con virus đó. Còn nếu mình nói lây qua giọt bắn, tức là lúc đó người bệnh ho và hắt hơi và rơi vào mình ở trong một cái, ngay bắn vào mắt mũi miệng mình trong một cái khoảng không gian hẹp, như vậy cần một cái sự tiếp xúc gần giữa cái người bệnh và cái người nhận mình, mà lúc đó mình không lo có tới cái chuyện xử lý không khí. Tuy nhiên lây tiếp là khi mà mình lây qua đường không khí thì lại khác, thì lúc đó con virus nó không rớt xuống nữa, nó lại bay lơ lửng ở trong không khí. Và lúc đó có nhiều khi chúng ta không hề, mình bước vào một cái môi trường nào đó, mình không có người bị nhiễm bệnh, nhưng mà ở đó, trong môi trường đó nó đã có con virus, thì lúc đó mình cũng sẽ bị nhiễm bệnh do mình hít vào cái con virus đó. Do đó thì những trường hợp này lại rất là cần cái xử lý không khí, cho nên là cái vấn đề thông khí là bây giờ là vấn đề người ta đang đặt ra. Xin slide tiếp ạ. Để mà giải thích một cách rõ ràng hơn về cái phần này, tại vì cái này cũng rất là quan trọng, thì để chúng ta hiểu rõ hơn, tức là bình thường á, là mình nhìn lên slide này mình thấy bình thường cả con virus nó có thể có một cái kích thước lớn, cái nhăn đỏ chính giữa, phải không ạ? Và nó có cái bọc nước ở xung quanh, và khi nó ra khỏi người bệnh thì nó sẽ, vì nó nặng, nó có nước mà nó nặng, nó sẽ rớt xuống rất là nhanh trong vòng 1 đến 2 mét. Nhưng mà do trong một cái điều kiện nào đó thì khi virus ra, cái phần nước mà bọc xung quanh nó bị mất đi đó. Thì lúc đó chỉ còn cái nhăn thôi, thì cái nhăn nó sẽ bay lơ lửng trong không khí à, và như vậy nó sẽ phát tán ở trong không khí, cho nên chúng ta rất là cần cái sự thông khí là lý do vì như vậy. Vậy thì các anh chị nãy giờ nói vậy, thì vậy cái đường lây truyền mình thấy rõ rồi, phải không ạ? Vậy thì về mình nói là lây truyền qua đường tiếp xúc, mà bảo là tiếp xúc với lại bề mặt môi trường. Vậy thì thường là con virus nó sống bao lâu đó, rồi khi nào thì nó chết, phải không? Thì với nếu mà nó tồn tại ở trên cái bề mặt này thì vậy thì bao lâu thì nó sống được? Thì thật sự á, một cái điểm rất là hay là người ta thấy là nó chỉ tồn tại trong vòng 5 ngày thôi đó. Tức là giả sử như mình không đụng gì vô nó hết thì 5 ngày sau nó cũng chết. Và người ta tìm thấy nó nhiều ở cái nhà vệ sinh,
ở ngay bồn rửa tay. Đó là những cái điều mà người ta cũng lưu ý, là khi chúng ta trong những cái khi mà mình ở trong cộng đồng, nhiều khi mình đi những nhà vệ sinh công cộng á, thì cái vấn đề đó nó cũng sẽ là lây nhiễm từ ở trong cái do cái ở cái nhà vệ sinh và các bồn rửa tay. Đây ví dụ như chúng ta thấy một cái nghiên cứu này đây, người ta thử hết tất cả trên các bề mặt nhôm rồi gỗ rồi giấy kiến, thì mỗi cái bề mặt khác nhau thì con virus nó tồn tại với cái thời gian khác nhau, có con thì từ 2 đến 8 giờ, có con từ 5 ngày, 4 ngày, nhưng mà tối đa là vẫn là 5 ngày thôi. Thì đây là một cái điều cũng rất là may, tại vì nếu mà nó tồn tại lâu thì cái lây nhiễm nó còn cao hơn nữa. Tại vì có nhiều con vi khuẩn, các anh chị biết, nhiều khi sống cả năm trời luôn. Nếu mà mình không có diệt nó là nó sống này, nhưng con này mình không đụng gì nữa nó, thì nó ở ngoài môi trường không có điều kiện phát triển là 5 ngày sau nó cũng chết. Mà vì vậy, nhưng mà tuy nhiên là cái số lượng nó cũng nhiều, cho nên người ta phân lập nó được cái virus ở trên rất nhiều. Ví dụ trong bệnh viện người ta thấy được là những cái bề mặt mà mình tay mình hay sờ chạm vào thì cũng phân lập được con virus đó. Nhưng mà con virus đó nếu mà trong vòng 5 ngày mà nó chưa chết có dễ diệt hay không, thì cái câu trả lời là rất là dễ diệt đó, không có khó gì cả. Nếu mà người ta thấy rằng là nếu mình khử khuẩn mình cái dụng cụ này, mình đem mình đun nấm sôi lên trong 56 độ trong 25 phút hoặc 65 độ trong vài phút là cũng chết rồi. Hoặc là dùng các hóa chất mà lâu nay mình vẫn khử khuẩn tại nhà, mình lau khử khuẩn mức độ cỡ trung bình mà mình hay dùng lau ở nhà thì virus nó cũng chết. Thì đây cũng là một cái điều kiện để chúng ta thấy là để cho mình dễ trong cái việc những cái xử lý những cái môi trường. Và như hồi nãy tôi có nói thì chúng ta lưu ý cái nguồn nhiễm khuẩn á, nó không phải là từ con người, rõ ràng ha. Không phải là mình chỉ đứng gần cái người đó mà lây bệnh thì mình mới bị, mới họ ho hát vào mình, mà cái chính cái bề mặt cái xung quanh của cái người bệnh đó, mà mình tiếp xúc trên cái bề mặt xung quanh người bệnh đó thì mình cũng nhiễm bệnh. Cho nên là những cái ví dụ như trong nhà của mình, hoặc là mình có nhiều người bảo sao tôi không có tiếp xúc ai hết trơn mà sao tự nhiên về tôi cũng bị nhiễm, nhưng mà mình biết đâu mình cũng đi ra siêu thị, mình tay mình cũng lại sờ vào cửa, vào nắm cửa hay này kia, đúng không, mà mình không rửa tay thì lúc mình lại sờ vào mắt mũi miệng mình thì mình lại bị nhiễm. Cho nên có những cái nguồn mà mình không có biết được ở đâu hết, nên chính là từ những cái vật dụng lây nhiễm mà mình không để ý. Và cái quan trọng là do cái tay của mình sờ chạm vào, hoặc là áo quần của mình sờ chạm vào, và sau đó nó đi vào người của mình. Như vậy thì đây là nãy giờ tôi đã nói về những cái gọi là cái cơ chế cái bệnh mình sinh, để chúng ta hiểu rõ để những cái vương ở khuất lây truyền nó như thế nào ra làm sao, để mà chúng ta có thể thì từ đó nghĩ ra được cái giải pháp mà để phòng ngừa. Vậy các giải pháp là như thế nào? Cái đầu tiên bao giờ tôi cũng muốn nhấn mạnh đó, chuyện rửa tay cực kỳ là quan trọng ha. Vệ sinh tay là cực kỳ quan trọng, và cái hiệu quả của diệt vi sinh vật là bằng xà phòng kháng khuẩn hay bằng dung dịch rửa tay nhanh có chứ còn đều rất là rõ. Ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ không biết là chúng ta trong cái trường của mình là mình có cái giờ nào để học thử nghiệm về cái vấn đề rửa tay hay không, chứ nếu ví dụ như là chúng ta thử để năm cái bằng ngón tay của chúng ta để lên trên xin slide cũ lại em, để lên trên cái dĩa petri. Chúng ta biết cái đĩa petri mà mình thường hay học để mà cấy môi trường hay này kia đấy, mình để trên đĩa petri là mình sẽ thấy là năm cái đầu ngón tay là nó một ngày sau nó mọc lên như thế này, đúng không ạ? Đó là vi khuẩn nó mọc lên trên đầu ngón tay đó. Và khi mình rửa tay xong mình cũng để năm đầu ngón tay vô trên cái dĩa này thì mình không thấy đâu nữa hết, phải không ạ? Không thấy vi khuẩn mọc nữa. Vậy chứng minh rất là rõ cái hiệu quả của vấn đề rửa tay trong cái diệt cái vi khuẩn trên cái tay của mình. Và chính vì vậy, slide tiếp chúng ta sẽ rất là cần là chúng ta phải rửa tay. Thì rửa ở đây là người ta khuyến cáo là chúng ta rửa tay trong cộng đồng thì rửa tay thường xuyên, nhất là khi mình tiếp xúc với những cái vật dụng và bề mặt ha. Vậy thì, và nhớ rằng tôi thấy là khi chúng ta rửa thì chúng ta, mặc dù là các bước rửa tay thì ai cũng biết rồi, bảo là mấy trẻ em cũng đã học được rồi, nhưng mà nhớ là tuân thủ đúng cái 6 bước này nha. Tại vì thật ra không phải người ta nghĩ ra cái 6 bước này là để cho vui, mà thật ra nó có từng cái ý nghĩa của nó. Vì sao mà phải có xoa hai lòng bàn tay với nhau, và vì sao phải siết những cái mu bàn tay với nhau, vì sao mà phải làm những cái đầu của các ngón tay, hoặc là chỉ vì sao phải tập trung vào một cái ngón cái, là bởi vì người ta đã làm một cái nghiên khảo sát. Slide tiếp. Đó, chúng ta thấy không? Những cái chỗ màu đỏ là người ta đã khảo sát, là người ta thấy rằng là khi mình rửa mình hay sót nhất, chỗ màu tím cũng là số 2 sót nhì.
Đó, cho nên là chính vì vậy họ mới đưa ra những cái bước, ví dụ như là vì cái chỗ đầu ngón tay chúng ta hay sốt, cho nên chúng ta phải làm một cái bước là xoa cái đầu ngón tay. Vì cái giữa cái khe kẽ của các ngón tay chúng ta hay sót, cho nên là chúng ta phải có cái bước là phải như thế nào để sát hai cái khe kẽ với nhau, phải không ạ? Cho nên là từng cái bước như vậy, cho nên người ta mới khuyến khích chúng ta cần phải làm đúng 6 bước. Nên thật nhiều thử thì tôi thấy mọi người vẫn có rửa rồi đó, nhưng mà rửa chưa có đúng kỹ thuật ha. Thành ra mình lưu ý là phải rửa cái đúng kỹ thuật thì nó mới diệt được cái con virus ở trên tay mình. Và có nhiều người bảo cái chuyện này nó lây qua đường hô hấp mà. Có nghĩa là lây qua đường hô hấp thì cái khẩu trang nó mới quan trọng, chứ còn rửa tay thì liên quan gì tới cái bệnh đường hô hấp. Nhưng mà thật sự người ta đã làm những nghiên cứu, người ta thấy rằng là rửa tay có thể làm giảm những cái nguy cơ nhiễm trùng hô hấp. Ví dụ ở một cái trung tâm đào tạo ở Mỹ, người ta thấy rằng là so sánh một cái, nếu mà người ta rửa tay thường xuyên thì là thấy giảm cái bệnh đường hô hấp hơn. Và do đó thì giảm đến 45% bệnh nhân phải nhập viện vì bệnh đường hô hấp. Hoặc là một cái ký túc xá của trường đại học, hay là người ta mới chia ra làm hai nhóm sinh viên. Một nhóm thì có phát cái chai nước rửa tay lúc nào cũng bỏ trong túi, cần thì rửa. Còn một nhóm thì không có phát cái chai nước rửa tay. Đó. Thì khi mà người ta so sánh thì người ta thấy cái nhóm mà có cái chai nước rửa tay đó thì họ giảm tỷ lệ bệnh đường hô hấp từ 15-40% và giảm ngày bệnh lên đến 43%. Đó, mấy ông mình thấy rất là hiệu quả như vậy. Cho nên là nhớ là các em nên lúc nào cũng bỏ trong túi cái chai nước rửa tay nhỏ nhỏ đó, để mà chúng ta cần cái là rửa tay liền. Tại vì nhiều khi đi ra đường thì nhiều khi lại có những chỗ muốn rửa mà mình kiếm không ra nước rửa tay, đó thì mình phải rửa liền. Tại vì bây giờ có cái loại rửa tay không cần dùng nước mà có chứa cồn thì nó cũng rất là hiệu quả, nên chúng ta cần phải lưu ý cái chuyện này. Cái vấn đề thứ hai là mang khẩu trang. Mang khẩu trang thì ai cũng biết hết rồi, nhưng mà thật ra mình dùng nó có chất lượng hay không là cái quan trọng. Thì khẩu trang chúng ta biết là cái loại ở ngoài cộng đồng thì người ta hay nói là khẩu trang thông thường. Thì nó thể làm bằng vải dệt hay là vải không dệt. Cái mà chúng ta đang mang là vải không dệt, thường là mang. Còn hoặc là chúng ta mang cái vải mà khẩu trang mà vải bình thường mà chúng ta mang thì gọi là vải. Thế rồi chúng ta lại nghe người ta nói là có kháng khuẩn thì nó cũng có thể là cái vải người ta tẩm cái chất kháng khuẩn vô, hoặc là có vải người ta không tẩm cái chất kháng khuẩn, thế thôi. Còn cái khẩu trang mà y tế mà thường dùng á, thì thường là dùng trong bệnh viện thì mình cũng vẫn thường dùng ở ngoài, thì khẩu trang y tế nó cũng có cái tiêu chuẩn của nó. Rồi cái khẩu trang mà mình hay nói là hiệu lực lọc cao, có nhiều người quảng cáo là mình nói thôi bây giờ mình mua cái khẩu trang hiệu lực lọc cao đi, là gọi là N95 gì đó đi, đúng không ạ? Vậy thì thật ra là mỗi cái là nó có một cái ý nghĩa khác nhau. Tôi xin nói rõ hơn một tí. Ví dụ như cái khẩu trang vải, nó có thể là vải dệt hay là vải không dệt. Vải của mình đang mang đa phần là gọi là vải không dệt, nó không phải là giấy, nó là vải không dệt. Thường á là có kháng khuẩn hay không kháng khuẩn, thì theo mà cái khuyến cáo của Bộ Y tế trong cái giai đoạn dịch á, thì người ta cũng khuyến cáo là vải kháng khuẩn. Tại vì nếu mà vải kháng khuẩn thì nó cũng tương đương với lại cái khẩu trang của y tế, có nghĩa là nó cái lớp ngoài cùng của mình, mà một khẩu trang bao giờ nó cũng thường nó có 3 lớp. Cái lớp ngoài cùng mà mình quay ra ngoài á, là nó lớp kháng nước. Kháng nước có nghĩa là ví dụ như chúng ta nói chuyện với ai đó thì người đó có phun nước bọt vào cái khẩu trang mình thì cái khẩu trang mình nó không có thấm qua. Tại nếu như mình mang cái vải bình thường, nó có thể vải cô tông bình thường nó có thể kháng qua, thì nước nó có thể thấm vô, nó vẫn đi vào người mình. Còn cái khẩu trang cái mặt ngoài cũng nguyên tắc là nó không thấm vào. Cái lớp chính giữa là cái lặt, tức là chặn lại cái con virus ha, và cái phân tử lớn. Và còn cái lớp trong cùng là cái lớp thường là để làm ẩm, chấm ẩm, tại vì cái hơi thở mình ra nó ẩm á, và nó nếu mà nó hút cái hơi ẩm nó thì tốt hơn. Thì thường là một cái khẩu trang đúng thì nó luôn luôn nó có 3 cái lớp đầy đủ như vậy ha. Còn cái khẩu trang y tế thì sao? Khẩu trang y tế thì Bộ Y tế có ra cái tiêu chuẩn rất là rõ, thì nói chung nó cũng kiểm định là cái ba cái lớp giống như tôi nói, tức có kháng nước hay không, có lọc hay không, và có cái làm ẩm hay không. Slide tiếp. Và có cái loại khẩu trang y tế nhưng mà cũng có hai loại, một loại là không có kháng khuẩn, còn một loại có kháng khuẩn. Thì có kháng khuẩn thì họ lại bỏ thêm cái gì? Họ bỏ thêm một cái lớp vải tẩm chất nano theo cái quy định của Bộ Y tế vô. Nhưng tuy nhiên cái khẩu trang này khi bỏ vào thì nó đắt tiền nên cũng ít ai sử dụng. Rồi tiếp theo lại là cái khẩu trang mà chúng ta hay nói là khẩu trang N95 mà mọi người hay nói.
Đúng không? Cũng nghe nói là thật ra thì cái tên gọi của nó mà chính xác gọi là hiệu lực lọc cao. Có nghĩa là bình thường cái khẩu trang mình đang mang á, là mình hồi nãy mình nhìn hai cái hình mà tôi nói là cái giọt bắn hay đường hô hấp á, thì nó chặn được cái con virus mà quy sinh vật mà nó có cái phân tử lớn thôi. Còn cái phân tử mà nhỏ hơn 5 micromet á, thì nó không chặn được. Thì chính cái anh này nè, cái anh N95, tức anh hiệu lực lọc cao này, anh mới chặn cái con này, anh mới chặn những cái con phân tử nhỏ này. Mà cho nên chính vì vậy á, người ta để sản xuất ra cái loại màn lọc này, nó giống như khẩu trang này, nó có cái màn lọc này, thì người ta mới yêu cầu nó phải có thông qua được rất là nhiều cái test, nào là test làm sao để lọc được những cái con vi sinh vật nhỏ nó. Ha. Rồi trong cộng đồng á, thì chúng ta nghe nói là N95 hay là FFP2 hay gì đó, thì nó tùy thuộc vào là khẩu trang nó xuất phát từ Mỹ hay là châu Âu. Mỹ thì người ta nói là N95, nhưng mà châu Âu nó hay dùng cái từ khác, ví dụ như là FFP2. Rồi chúng ta thấy là có những cái khẩu trang mà có cái van, thì chúng ta không hiểu cái van đó nghĩa là gì, phải không? Mà thật ra cái van đó là gọi là cái van để thở ra thôi. Tại vì mang cái khẩu trang N95, nếu như chúng ta mang đúng cái khẩu trang đó thì nó cực kỳ ngột. Nó ngột lắm, tại vì nó phải rất là cái được màng lọc nó rất là nhỏ để nó lọc được mấy con virus nhỏ xíu, đúng không? Cho nên chính vì vậy nếu mà chúng ta mang lâu, nhiều người không thở nổi. Không thở nổi cho nên người ta mới chế ra cái van đen chi để cho người ta có thể thở ra được. Tức là hít ra, để hít vào thì cũng là phải là phải lọc, nhưng mà khi thở ra thì là không cần qua lọc, không cần qua lọc nữa, cho nên nó đỡ được cái ngột thở hơn một tí. Tuy nhiên nếu mà người nào mà có bệnh mà mang cái khẩu trang này thì coi như mình cũng chẳng được bảo vệ gì hết, bởi vì họ sẽ thở ra cái con virus đó. Nên là mình lưu ý như vậy ha. Rồi, thì đó là những cái phần về khẩu trang. Cái phần thứ ba mà tôi muốn lưu ý đó là nếu như mà lỡ mà chúng ta chưa có sau này là cái sau này là hết bớt dịch đi rồi, khẩu trang không có cần phải là bắt buộc yêu cầu ở trong cộng đồng gì đó nữa, phải không? Mà thì lúc đó mình nhớ là vẫn phải tuân thủ cái cẩn trọng ở trong cái vệ sinh hô hấp, tức là khi ho là phải che. Nếu mà bây giờ mình ai mang khẩu trang hết rồi, cho nên là ho là có khẩu trang che rồi. Nhưng mà lỡ sau này mình không mang khẩu trang nữa thì mình cũng nhớ cái chuyện là ho phải che chứ không phải là không che. Thì, nhưng mà trước đây thì che miệng bằng tay, đúng không? Ai cũng nói che miệng bằng tay mới lịch sự, nhưng bây giờ là che miệng bằng tay là hết lịch sự rồi. Ha. Tại vì sao? Bởi vì nếu mình che với cái tay của mình á, thì sau đó tay mình nó sờ vào đâu đó rất là nguy hiểm. Cho nên là che bằng cái gì à? Che bằng khuỷu tay nha, khuỷu tay. Tại vì lúc cái khuỷu tay này là cái chỗ không có đụng vào ai đó được hết. Còn nếu như chúng ta có khăn giấy thì chúng ta có thể che bằng tay, bằng cái khăn giấy đó, và chúng ta vứt cái khăn giấy đi và chúng ta rửa tay liền. Đó, thì mình phải lưu ý những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy nhưng nó rất là quan trọng. Tại vì khi mình che, khi ho như vậy là mình chặn được cái con virus không cho nó phát tán ra ở xung môi trường xung quanh để ảnh hưởng tới người khác. À, rồi, thì bây giờ lại chuyển sang một cái chuyện nữa là nếu giả sử bây giờ mình bị dương tính, bây giờ là cả mình là dương tính rất là nhiều, đúng không ạ? Rằng bây giờ mọi người cứ bảo ai âm tính mới lạ, phải không ạ? Đa phần là bây giờ dương tính hết nhiều. Vậy thì cái trường hợp mình có người dương tính ở nhà thì mình có cái cẩn trọng gì không để mà đừng có lây cho người khác? Thì thật sự là người ta vẫn khuyến cáo là thôi thì dương tính thì mình cũng nên ở phòng riêng đi, và mình nên ở nhà vệ sinh riêng, có nhà vệ sinh riêng. Như nãy mình phân tích nó cũng có rất nhiều ở nhà vệ sinh, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà không có phòng riêng thì sao? Thì cũng nên sinh hoạt ở cái khu vực riêng. Rồi nếu mà mình cẩn thận hơn cho người khác á, thì sau khi mình đi vệ sinh mình sẽ lau chùi cái khu vực nhà vệ sinh để cho người khác vô, nó không có bị nhiễm bệnh trong cái quá trình mình đi vệ sinh, làm cho nhiễm cái virus nó ở trên cái bề mặt các nhà vệ sinh. Thì sau khi mình đi xong mình làm vệ sinh sạch sẽ hơn. Và đương nhiên là mình phải nên luôn mang khẩu trang ha, và rửa tay, và cố gắng là giữ khoảng cách ở trên 2 mét, và nên ăn riêng ha. Tại vì nếu khi mà mình đã bị nhiễm rồi thì mình nên ăn uống riêng, tại vì lây khi mà ngồi ăn uống với nhau rất là thường xuyên. Và cái người nếu mà có trường hợp mà bệnh nhân nặng, có bệnh nền này kia rồi phải ở nhà, rồi phải có người chăm sóc, tức là những người lớn tuổi phải có người chăm sóc thì phải cử ra người chăm sóc. Thì vậy thì người chăm sóc nó thế nào cũng sợ là bị lây bệnh, đúng không? Cho nên là mình cũng phải lưu ý là cái người chăm sóc đó cũng là phải là người khỏe mạnh để đừng có. Chứ nếu mà cũng hai người bệnh yếu với nhau mà chăm sóc thì thế nào cũng bị nhiễm ha. Và cũng nên đã được tiêm ngừa, cũng phải là hiểu về rõ về đường lây và cũng tuân thủ đúng những cái biện pháp như chúng ta mang khẩu trang, áo choàng, rửa tay. Và sau khi mình chăm sóc hàng ngày, mà nếu khi mình đi ngủ thì mình nên tắm và thay quần áo đi trước khi đi ngủ thì nó tốt hơn. Tại vì mình khi nãy mình phân tích mình thấy không, nó không phải chỉ lây nhiễm qua cái đường tiếp xúc khi nói chuyện mà có thể là qua tay, qua áo quần. Do đó thì khi mình ngủ nhiều khi là
cái áo quần mình nó dơ nó cũng sẽ lây nhiễm bẩn, cho nên là mình nên tắm và thay quần áo trước khi ngủ ha. Và cái điều kiện nhà ở của mình á, thì mình rất là nên là luôn mở cửa thông thoáng ha, mình mở cửa thông thoáng. Vậy mình phân tích nếu mà giả sử cái con virus nó bay trong không khí á, thì giờ mình chỉ cần mở cửa ra thì nó có thể là nhiệt rớt ra bay ra bên ngoài ha. Nó và nó bay theo, nó đi theo cái hướng gió để nó đi ra ngoài. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái chúng ta như nhìn trên màn hình nè, chúng ta thấy rằng giả sử như vì sao mà mọi người cứ nói rằng là phải trao đổi khí, thì chúng ta thấy là cái số cái chỗ hàng màu đỏ, cái màu đỏ ha, là khi mà mình mở cửa sổ hoàn toàn thì người ta thấy cái trao đổi khí là khoảng 12 lần khí trao đổi mỗi giờ. Có nghĩa là một giờ sẽ có khí nó đi vô và khí đi ra 12 lần, ít nhất là 12 lần như vậy. Và khi mà 12 lần như vậy á, là nếu ở phút thứ zero mà có người bệnh họ ho ra 100 con trên một mét khối không khí, có 100 con đi, thì chỉ sau 15 phút chỉ còn có 5 con thôi. Và sau 30 phút không còn con nào ở trong phòng nữa hết. Thấy không? Cho nên cái ý nghĩa của cái mở cửa ra là như vậy. Còn nếu như mình đóng cửa lại á, thì ví dụ như người bệnh đó họ ho ra 100 con, sau 15 phút thì cái 100 con đó nó có điều kiện để phát triển, cho nên nó có thể nhân lên thành 1.000 con hay 1 triệu con. Thì bởi vậy cho nên khi đó mình bước vô cái phòng đó thì mình sẽ bị nhiễm rất là dễ dàng. Còn bây giờ nếu mà khi mình mở cửa ra hết cái khi mà khí nó trao đổi, nó đẩy ra virus ra ngoài, mà ra ngoài ở cái môi trường rộng ở bên ngoài mà có ánh nắng mặt trời, thì tia nắng mặt trời cũng là một cái UV để mà diệt được cái con virus. Cho nên là mình sẽ nó sẽ được tiêu diệt và nó hòa loãng với cái không khí bên ngoài. Đó, cái nguy cơ lây nhiễm của mình nó thấp hơn. Thì đấy là một cái mà mình quan trọng để chúng ta hiểu là vì sao mà chúng ta phải mở cửa ra để chúng ta lấy được cái nhiều cái thoáng khí, là từ cái cơ sở cũng rất là khoa học như vậy. Và vậy thì đấy, chúng ta thấy cái hình ảnh ha, nhớ là lúc nào cũng cửa mở ra ha, và mình có thể điều chỉnh quạt theo cái hướng thổi ra. Cái nếu mà cái người bệnh á, họ nằm á, trong nhà mình á, mình sẽ có cái khu vực mà có người COVID, người chưa COVID đi chẳng hạn, thì cái người nằm á, thì nên cái phần của họ là ở nên cái chỗ cửa cạnh cửa sổ và cái nơi ở cái cuối cái chiều gió đi ra. Đây, rồi xin slide tiếp ạ. Slide tiếp. Rồi trường hợp á, mà các anh chị bảo chứ không cô ơi, bây giờ nhà em á, là không cách gì mà mở hai cửa sổ ra để mà lấy được 12 luồng khí trao đổi giờ như cô nói đâu. Tại vì nhà em bí hết, xung quanh đều bí hết. Thì vậy thì làm cách gì? Thì người ta nói là cái thông khí hỗn hợp, tức là mở được cái gì thì mở, phải không ạ? Nhưng mà mình gắn thêm cái quạt hút nữa. Thì khi mình gắn thêm quạt hút á, thì mình sẽ tạo được cái thông khí nó tốt hơn, lưu thông cái thông khí tốt hơn. Đó. Thì mà đồng thời một cái nữa mình cũng lưu ý là khi mình gắn quạt hút á, thì nó sẽ tạo một cái áp suất âm ở trong phòng của mình hơn, và vậy thì là cái không khí từ bên ngoài nó sẽ lùa vào để cho nó đi ra ngoài. Cho nên khi mình lưu ý là mình có thể kết hợp giữa thông khí tự nhiên với cái quạt hút. Tuy nhiên là khi gắn quạt hút thì đương nhiên nó cũng khó chịu cái chỗ là nó ồn, phải không ạ? Và nó cũng phải phụ thuộc vào nguồn điện. Tuy nhiên nó cũng có lợi là nếu mà trường hợp mình không có điều kiện thì mình gắn thêm thì nó sẽ tạo thông khí thêm. Và nhất là những cái trường hợp mà lúc mà lạnh, trời lạnh rồi gì đó, mình nhiều khi mình không có mở cửa ra được, hay gió nhiều quá mình không mở cửa, thì mình cũng có thể chỉ gắn cái quạt hút ra. Còn cái dụng cụ mình sử dụng thì sao? Như cái tất cả chúng ta bảo bây giờ dụng cụ em đang cầm, thậm chí như cái điện thoại vậy thì xử lý làm sao, rồi tiền bạc thì giữ lý làm sao, lỡ người đó cầm giấy tiền đó rồi ngờ cái con virus có trên tiền thì giờ xử lý làm sao, phải không ạ? Cũng có rất nhiều câu hỏi như vậy. Thì người ta khuyến cáo nói chung là những cái dụng cụ chúng ta ăn uống á, là hồi cái thời mà lây nhiễm nhiều là chúng ta cũng khuyến cáo là dùng một lần. Còn nhưng mà những nhớ là khi chúng ta chỉ vì theo cái cơ chế hồi nãy đó, chỉ cần là nước trên 70 độ là được rồi, là nó chết rồi, đúng không? Cho nên mình có thể rửa chén bằng cái nước nóng trên 70 độ, giặt áo quần cũng vậy. Mình thường là giặt máy, thì bây giờ mình chỉnh cái chế độ giặt sao mà trên 70 độ thì nó cũng sẽ diệt được con virus tốt hơn. Còn những cái dụng cụ nhỏ thì mình có thể xịt bằng cồn cũng được ha. Cồn nó cũng là một cái hóa chất để mà có thể khử khuẩn các bề mặt được, hoặc là những cái hóa chất khử khuẩn khác.
Rồi còn một cái số những cái trường hợp là không thể nào mà xịt bằng nước hay bằng giấy gì hết á, thì mình nhớ lưu ý ứng dụng cái chuyện là sao, 5 ngày sau là nó cũng tự chết đúng không? Thì như vậy thì cái giấy tờ hay tiền bạc thì mình cũng có thể để yên đó, và sau 5 ngày mình không đụng vào thì lúc đó thì con virus nó cũng tự chết. Vấn đề còn cái vệ sinh môi trường á, thì khuyến cáo là nếu như mà người nhà mình có bệnh á, thì phải lau nhà hai lần một ngày, cũng là lau bằng cái những cái hóa chất có kháng khuẩn. Lai tiếp. Có một số các anh chị em cũng hỏi là bây giờ ở ngoài siêu thị á, người ta bán những cái máy lọc không khí. Vậy thì máy lọc không khí đó xài được không? Thì thật ra cái máy lọc quý mình cũng phải coi kỹ lại cái đó nó lọc bằng cái gì ha, nó lọc bằng tia EPA hay là đằng có khử khuẩn bằng UV hay không. Nếu nó có cả lọc EPA và khử khuẩn bằng UV thì nó cũng có thể có cái hoạt động của tốt của nó, và mình có thể mà mình sử dụng được. Tuy nhiên cái sử dụng của nó cũng rất là hạn chế, tại vì nó lại cái hiệu quả của nó hạn chế, tại vì cái nó bắt buộc cái không khí phải đi qua cái máy đó thì nó mới lọc mới khử khuẩn được. Nhưng mà nếu mà không khí mình không có thì coi như cái máy nó cũng không hoạt động. Do đó nếu mà có sử dụng nó nữa thì bắt buộc cái phòng mình cũng phải thông khí tốt, thì lúc đó nó mới không khí nó mới được lọc qua cái máy lọc mà mình mua. Ngoài cái đèn UV là cái mà mọi các anh chị cũng hay hỏi, vì ở ngoài trên thị trường người ta cũng quảng cáo rất là nhiều là bà nào là dùng UV để mà gắn ở trong nhà, hoặc là mình có thể gắn vào ở trong cái máy lạnh của nhà mình. Thì thật sự là mình vẫn có thể gắn sâu vào trong cái máy lạnh thì người ta vẫn thấy là nó có thể là diệt được cái con virus mà khi nó đi qua cái máy lạnh mình, hoặc là cái UV ở trên cái máy lọc không khí. Vậy thì và cái cuối cùng để nói cái chuyện để thuyết phục các anh thì em chúng ta lưu tâm tới cái công tác phòng chống lây nhiễm, thì tôi xin đưa ra một cái nghiên cứu. Tức là người ta đã làm một cái nghiên cứu khi mà cái cách đây 2003 cũng là có một cái vụ dịch rồi, SARS-CoV gọi là SARS-CoV-1 ha, và ngày nay làm cái SARS-CoV-2. Thì bây giờ thì người ta mới thấy rằng là một cái nghiên cứu bệnh chứng giữa 77 bệnh 180 một nhóm chứng, thì người ta thấy rằng nếu như chúng ta không áp dụng một cái phòng hộ gì hết thì khả năng chúng ta lây bệnh sẽ đến 61,5%. Còn nhưng mà nếu chúng ta áp dụng đúng những cái biện pháp phòng hộ như nãy giờ tôi nói thì chúng ta có thể bảo vệ lên được đến 100% lần. Đó. Như vậy thì rõ ràng là cái những cái chuyện mà phòng lây nhiễm nó rõ ràng nó có cái nó đã có được chứng minh qua cái bằng chứng khoa học rất là rõ và rất là chính. Vì vậy và nếu như chúng ta hiểu về nó và chúng ta biết cách cái phòng ngừa cho lây nhiễm cho tốt thì chúng ta có thể bảo vệ lên đến được 100%, phải không ạ? Rồi xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Anh Thư, Chủ tịch Liên chi hội kiểm soát nhiễm khuẩn của thành phố Hồ Chí Minh và nguyên là trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Chợ Rẫy. Cô Thư thì có rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn. Nhà chúng ta sống ở trong cái môi trường mà rất là nhiều vi trùng, rất là nhiều virus. Cho nên là không chỉ là những cái biện pháp cô Thư nói, từ cái chuyện đeo khẩu trang này, đến chuyện át xì như thế nào này, rồi đến cái chuyện là mình mở cửa phòng như thế nào, rồi đến cái chuyện là mình phơi nắng, tắm giặt quần áo như thế nào. Rất là nhiều những cái biện pháp, và tất cả những biện pháp đấy thì theo như tôi nghĩ thì nó sẽ không phải là chỉ chống Covid không, nhưng mà nó sẽ bảo vệ cơ thể chúng ta để chúng ta đỡ bị bệnh tật hơn. Cúm thường chúng ta cũng có thể bảo vệ được, bạch hầu, uốn nắn, ho gà thì cũng có thể bảo vệ được, nghe không? Cho nên là nếu mà chúng ta làm tốt những cái biện pháp của cô Thư thì sẽ rất là có ý nghĩa cho tất cả chúng ta. Và để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh sẽ có cái bài trình bày tổng quan về Covid-19. Có lẽ là 3 năm nay mình nghe về Covid-19 rất nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì cô Vân Anh cũng sẽ cho chúng ta những cái thông tin khái quát về vấn đề Covid-19 để mình có thể mình hiểu hơn. Mặc dù là buổi trưa cũng hơi mệt, các em cũng hy vọng là các em là cũng gọi là thu hoạch được những cái kiến thức từ các thầy cô sẽ truyền đạt tới. Xin mời bác sĩ Vân Anh. Alo, trước khi bác sĩ Vân Anh báo cáo chuyên đề thì chúng tôi cũng xin giới thiệu với các bạn đến với cái hội thảo của chúng ta, cái chuyên đề của chúng ta hôm nay có bác sĩ, phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung,
Dạ, xin mời cô. Dạ. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Kim Quế, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Giấy. À, đây là nói mới, cũng xin giới thiệu với các bạn. À, thứ nhất, đối với cô Dung thì chúng tôi trong ngành y chúng tôi mà phải nói cô là nữ tướng trong cái cuộc chống dịch vừa qua, là chúng tôi đã phải là bình bầu cô là nữ tướng trong cái vấn đề là truyền tải các kiến thức cho chúng tôi. À, còn thầy Quế cũng là một nhân vật người hùng từ tâm dịch kiểu như ta để trở về với chúng ta với những cái kiến thức rất là quý báu để truyền đạt cho chúng ta trong cái công tác phòng chống dịch. À, chúng ta xin một tràng vỗ tay cho hai báo cáo viên và đây cũng là hai đồng chủ tọa của chúng ta. À, em xin mời cô ạ. Trước hết trân trọng kính chào tất cả các thầy cô trong ban báo cáo. Thứ hai là xin gửi lời kính chào đến tất cả các thầy cô, các bạn sinh viên trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh cùng các quý khán giả đang theo dõi qua các đường link. Thì hôm nay cái phần báo cáo của tôi nó không phải là một cái bài giảng mà nó như là một cái tôi chỉ đóng vai là một người kể chuyện và sẽ kể cho các bạn nghe cái câu chuyện về COVID-19 trong cái giờ nghỉ trưa này. Cục diện thế thì hôm nay chúng ta đang là những cái ngày giữa tháng 5 năm 2022 và cục diện của COVID-19 hiện nay trên thế giới nó là như thế này. Không có một quốc gia nào trốn thoát được cái trận dịch COVID-19, cũng như không có một quốc gia nào mà không có người tử vong vì COVID-19. Và hầu như chúng ta được bao phủ bởi ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thế giới, chỉ trừ ở châu Phi. Thì đối với lại các bệnh truyền nhiễm thì châu lục này vẫn là một cái vùng trũng, vẫn là một cái nơi mà tất cả những bệnh truyền nhiễm xảy ra và phải châu lục này phải gánh chịu cái hậu quả rất là nặng nề. Thì hiện nay cái cục diện về phương diện dự phòng bằng vaccine ở châu lục này nó vẫn còn rất là ít ỏi. Thì đó là cái bức tranh COVID-19 năm 2022. Thế thì chúng ta trở ngược lại thời điểm vào cuối năm 2019 để chúng ta nhìn lại, chúng ta đã gặp những vấn đề rất lớn về y tế, xã hội học như thế nào trong những năm qua và chúng ta rút ra được những điều gì để chúng ta chuẩn bị đối phó và thách thức với những bệnh truyền nhiễm, những bệnh truyền nhiễm lây truyền từ động vật và những đại dịch có thể xảy ra bất chợt lúc nào trong thời gian tới. Thì đầu tiên COVID-19 là một cái đại dịch đã xảy ra như tất cả chúng ta đều biết. Và trong cái trận đại dịch này thì tác nhân gây bệnh được xác nhận rất sớm. Và khi chúng ta muốn tổ chức một cái hệ thống điều trị dự phòng một bệnh truyền nhiễm thì cái điều đầu tiên kiên quyết đó là chúng ta phải hiểu về tác nhân gây bệnh. Thế trước trên màn hình các bạn đang nhìn thấy đó là một cái chiếc vương miện rất là đẹp và cái con siêu vi này nó trong cái thành phần tên của nó có cái chữ vương miện ở trong đó, coronavirus, là bởi vì chúng ta nhìn thấy những cái gai trên bề mặt của siêu vi nó giống như là những cái phần nhọn trên một cái chiếc vương miện vậy ha. Tức là thường thường người ta sẽ thi vị hóa nó lên là như vậy. Và nó là một cái hình ảnh để cho chúng ta nhớ tới những cái gai protein trên bề mặt của nó. Thì vào những cái ngày cuối của tháng 12 năm 2019 cũng như đầu tháng 1 năm 2020 thì người ta ghi nhận là có những cái trường hợp mắc bệnh viêm phổi rất là kỳ lạ xảy ra ở Vũ Hán. Và những cái người này có một cái đặc điểm dịch tễ học chung là có lui tới cái chợ bán hải sản ở vùng Vũ Hán. Và sau đó thì rất là nhanh chóng, chỉ vào ngày 9 tháng Giêng năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới xác định rõ ràng tác nhân gây bệnh lần này là một
virus mới thuộc họ coronavirus. Và những cái sau đó người ta cũng giải mã trình tự gen của các con siêu vi này luôn. Và song song với việc nhận diện ra được tác nhân gây bệnh thì bắt đầu người ta nhận diện được mức độ cũng như tác hại của cái bệnh này. Đã có người đầu tiên tử vong tại Vũ Hán vì cái bệnh viêm phổi lạ này. Ở lúc này người ta chưa biết gì nhiều, người ta chỉ biết đây là một bệnh viêm phổi lạ. Như vậy cái bệnh này nó đến với chúng ta lần đầu tiên trong diện mạo là một cái bệnh lý rất là cấp tính của đường hô hấp. Và hình ảnh của đường phố Vũ Hán vắng tanh trong tình trạng phong tỏa lockdown vào tháng 1 năm 2020. Sau đó thì với những cái phương tiện di chuyển, phương tiện giao thông hiện đại thì nhanh chóng ngày 25 tháng 1 cái con siêu vi này nó đã bước đến châu Âu. Và cái ca nhiễm đầu tiên ghi nhận tại Vương quốc Anh là vào ngày cuối tháng 1 năm 2020. Đó là cái vòng bắt đầu đi vào chu du khắp thế giới của cái con siêu vi này. Thế thì con siêu vi này khi người ta làm một cái lát cắt và giải mã trình tự thì người ta thấy cái bộ gen của nó là mang bản chất ARN. Và chúng ta quan tâm đến từ trong ra ngoài, đây là cái bộ gen là có cấu trúc ARN. Thứ hai nữa là cái lớp vỏ, một cái lớp vỏ kép protein lipid, và trên bề mặt thì cái protein gai là cái protein mà đóng có vai trò rất là quan trọng trong việc xác định tính kháng nguyên, định tính kháng nguyên của siêu vi. Và người ta cũng căn cứ trên đây để tạo ra cái cơ sở để tạo ra các vaccine hiện sử dụng. Ngoài ra thì còn có những cái protein glycoprotein H, protein N, nó đóng vai trò là những cái chìa khóa để cho virus gắn kết vào các thụ thể ở các tế bào trên lớp biểu mô của đường hô hấp, mà virus nó có thể xâm nhập vào trong đường hô hấp của một người bệnh. Như vậy thì cái con siêu vi này nó có, chúng ta nhìn thấy cái phương tiện gắn kết vào các thụ thể ở trên đường hô hấp. Nó phải gắn kết xong rồi sau đó nó mới có những cái hiện tượng hòa màng, và khi đó virus sau khi vào được sẽ đi vào trong nhân tế bào, sử dụng các thành phần di truyền của nhân tế bào chủ để nhân lên và sẽ nhanh chóng gây hư hại cái tế bào chủ, và tế bào chủ nó sẽ bị chết theo lập trình. Thì đây là cái phân bộ họ chi loài của coronavirus. Và hiện nay á thì cái con coronavirus này đặc điểm của nó mà chính các bạn cũng đã biết rồi luôn là nó đột biến rất là nhanh. Chuyện này nó cũng rất là bình thường là bởi vì nó có cấu trúc là ARN. Thứ hai nữa là nó có các biến thể và người ta đang xếp nó vào 4 nhóm biến thể. Thứ nhất là biến thể đang được theo dõi, biến thể đáng quan tâm và cái biến thể đáng lo ngại, và biến thể có hậu quả nghiêm trọng. Thì cho đến hôm nay trên cái slide này tôi chưa cập nhật kịp. Ngày 14 tháng 4 năm 2022 thì SIC đã đem Delta ra khỏi biến thể đáng lo ngại căn cứ trên diễn tiến của dịch COVID-19 do biến chủng Delta đang được giảm dần và kiểm soát rất là tốt. Như vậy thì ở trong cái biến thể đáng lo ngại chúng ta chỉ còn có Omicron. Và các bạn thấy là cái Omicron thì sau khi chúng ta đã có vaccine ngừa thì nó lây nhanh, lây nhiều, nhưng mà cái mức độ nặng thì nó không có nặng như là cái bệnh cảnh lâm sàng do biến chủng Delta gây ra. Thế thì cấu trúc các bạn biết rồi, các bạn biết biến thể của coronavirus rồi. Thế thì cụ thể đối với chúng ta cần biết thêm gì nữa? Chúng ta cần biết coi là cái con này nó mức độ lì lợm của nó ở ngoài môi trường như thế nào. Tức là nó cũng khá là chịu được cái môi trường khắc nghiệt ở bên ngoài. Nếu trên da khô thì nó có thể tồn tại được một vài phút. Trên quần áo khô thì nó có thể sống đến 12 giờ đồng hồ.
và trên những cái mặt kính và kim loại thì nó có thể sống được tính bằng ngày. Và nếu mà nó nằm ở trong cái nước bọt thì cái khoảng cách mà bắn đi xa nhất khi ho khi nói là có khoảng đến 2 mét. Thì đó là những cái con số mà chúng ta cần biết để chúng ta vận dụng vào cái bài mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Anh Thư vừa hướng dẫn. Chúng ta hiểu là tại sao chúng ta phải che miệng, chúng ta phải đứng cách xa vân vân. Đường lây, đường lây thì các bạn cũng biết rồi luôn, và các bạn cũng đã chứng kiến thấy cái mức độ kinh hoàng của một cái đại dịch lây bằng đường hô hấp. Các bạn thấy đó rất là dễ lây. À, lây bằng những cái đường tiếp xúc hoặc thì còn có thể là tốc độ lây không có nhiều, nhưng mà cái lây bằng đường hô hấp là một trong những cái bệnh mà nó có khả năng lây rất là dễ. Tuy nhiên ngoài cái chuyện là do cái gọi là cái môi trường để mà truyền bệnh, đó là những cái giọt nước bọt của người bệnh, thì cái khả năng gắn kết của tác nhân gây bệnh đối với các biểu mô trên đường hô hấp thì người ta về phương diện dịch tễ nó còn một cái con số, đó là R0, tức là cái khả năng mà lây lan thì từ một cái người bệnh cho bao nhiêu người khác. Thì khả năng lây này nó sẽ thay đổi tùy theo biến chủng, và cái biến chủng Delta thì nó có thể là lên từ 5 đến 7, còn những biến chủng khác của COVID-19 thì nó khoảng từ 1 cho tới 5. Tức là nó cái khả năng lây nó thay đổi tùy theo biến chủng của SARS-CoV-2. Rồi, và đến đây thì vào tháng 2 năm 2020, cái bệnh viêm phổi bí ẩn do SARS-CoV-2 chính thức có tên, đó là COVID-19. Và sau đó thì các bạn thấy là bắt đầu ngày 15 tháng 2 năm 2020, ở châu Âu có ca tử vong đầu tiên, và châu Âu bắt đầu bước vào một cái ứng xử có lẽ là chưa từng thấy trong kể từ khi mà chấm dứt Thế chiến thứ hai đến giờ, đó là phong tỏa, lockdown xã hội, mà trong đó cái quốc gia áp dụng đầu tiên là Ý. Và đến ngày 29 tháng 2 năm 2020 thì từ châu Âu COVID bắt đầu đóng cái dấu ấn lên châu Mỹ, tức là tại Liên Hiệp Đại học Trung Quốc Hoa Kỳ đã có ca đầu tiên tử vong vì COVID. Thì các bạn thấy là tiếp theo đó nó chỉ là những cái con số, những thông tin xấu dần, tức là mức độ lan tràn, các quốc gia phải ứng dụng cái giải pháp là phong tỏa toàn bộ các thành phố. Và đến ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức thông báo đây là một đại dịch. Thế thì đại dịch là cái gì ghê gớm đến mức mà Tổ chức Y tế Thế giới phải tuyên bố, và người ta phải căn cứ và chờ đợi vào cái mức độ tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới để đưa ra những hành xử thích hợp trong giai đoạn này. Thì đây là cái định nghĩa đại dịch, nó sẽ có những cái pha như thế này. Tức là pha 1 đến pha 3 là cái pha mà người ta thấy là hoặc là bệnh xảy ra ở trên súc vật, hoặc là lây một vài cái lây từ người sang người. Đến pha 4 thì là lây truyền bệnh từ người sang người được chứng minh rõ hơn. Có nghĩa là muốn có đại dịch, trước hết chúng ta phải chứng minh được mức độ lây từ người sang người. Và đến cái pha 5, pha 6 là cái pha mà nó lây truyền rất là rộng rãi. Và như vậy thì chúng ta đến đây thì chúng ta không có nghe này, chúng ta không có hoảng sợ, vì chúng ta nhìn tiếp tục trên cái đường biểu diễn, nó sẽ là pha đi xuống. Tất cả các bệnh nào ở đại dịch nó cũng sẽ đi theo quy luật này, có nghĩa là lên đến đỉnh rồi thì nó sẽ xuống, bởi vì độc lực của tác nhân gây bệnh cũng sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ có những cái giải pháp để chúng ta giải quyết cái vấn đề, chúng ta can thiệp vào để cho cái nó không trở thành một cái thảm họa đối với lại xã hội.
Và ngoài ra là cơ thể chúng ta nó cũng sẽ có những cái kháng thể tự nhiên hoặc là kháng thể có được do vaccine. Và cái bệnh này nó sẽ dần dần nó dung nạp trở thành một cái bệnh diễn biến thông thường. Chính vì vậy mà hiện nay chúng ta đang bước vào cái giai đoạn 2, tức là giai đoạn chung sống với nó. Và chúng ta sẽ có những cái ứng xử để sao, để chúng ta biết rằng nó không có hết, nó chưa có chấm dứt. Chúng ta cẩn trọng và chúng ta chọn những cái giải pháp phòng ngừa nào mà chúng ta dễ thực hiện, đơn giản nhưng mà mang lại hiệu quả. Phần thứ ba là phần triệu chứng. Thì vì các bạn không phải là sinh viên y khoa cho nên là các bạn chỉ cần nhớ một vài cái triệu chứng để mà chúng ta nhận diện cái bệnh này mà thôi. À, đầu tiên là như hồi nãy mình nói là nó phải, cái con virus này nó phải đi tới một cái thụ thể giống như một cái cửa vậy đó. Thế là cái thụ thể này nó mang tên là ACE2, nó gắn đó xong rồi nó mới mở cửa ra và nó đi vào ở đâu, đi vào ở tế bào hô hấp, cho nên là nó sẽ gây ra những cái triệu chứng ở đường hô hấp. Thế các bạn nhìn lên cái biểu đồ, những cái ngày ủ bệnh thì gần như là bệnh nhân không có triệu chứng. Rồi 7 ngày đầu tiên là cái giai đoạn đầu của bệnh, pha đầu của bệnh, thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng rất là gọi là không có đặc hiệu. Có thể là sốt, có thể là đau họng, ngứa họng, ho, đau cơ, mệt mỏi. Nói tóm lại là một, theo các học thuật trong y khoa người ta hay nói là hội chứng nhiễm siêu vi là vậy á. Giống như là các bạn bị cảm lạnh, các bạn bị cúm, các bạn bị sốt xuất huyết, dengue, vân vân. Các bạn có những triệu chứng nó hoàn toàn không có gì là đặc hiệu hết. Tuy nhiên, thế thì với những cái triệu chứng này thì chúng ta phải tập trung vào những cái người nào mà chúng ta nằm trong cái nhóm nguy cơ. Đó là nhóm nguy cơ đối với COVID-19 gồm những ai? Thứ nhất là những cái người trên 65 tuổi. Thứ hai là những người có bệnh nền. Bệnh nền là gì? Là những bệnh mãn tính sẵn có, ví dụ như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh cao huyết áp, bệnh thận mãn tính, đang điều trị ung thư, đang uống thuốc chống thải ghép, vân vân. Thứ ba nữa là dư cân. Dư cân thì không giới hạn tuổi. Tất cả các bạn trẻ, nếu chúng ta dư cân thì khi chúng ta bị nhiễm COVID-19 chúng ta cũng nằm trong nhóm nguy cơ. Thứ tư nữa là các phụ nữ đang mang thai. Đó là những cái người mà nằm trong cái nhóm nguy cơ. Thì 80% bệnh nhân trải qua 7 ngày đầu rất là êm ả và sau đó là diễn tiến qua đến giai đoạn lành bệnh luôn. Còn lại từ 15-20% thì sau 7 ngày đầu thì nó có thể bước vào cái giai đoạn là có những cái biến chứng. Trong đó vì các bạn thấy là nơi xâm nhập chính của siêu vi là đường hô hấp, cho nên sẽ có những cái biến chứng xảy ra tại đường hô hấp. Bệnh nhân bắt đầu có những biểu hiện suy hô hấp, vân vân. Thì đây là những cái thay đổi trong cơ thể của một cái người nhiễm COVID. Triệu chứng thì tôi vừa mới trình bày với các bạn. Thì lúc cái nồng độ siêu vi thì nó sẽ giảm dần ở từ ngày thứ 7 cho tới ngày thứ 14. Tuy nhiên có những cái bệnh nhân thì mang cái con siêu vi này cũng khá là lâu. Đáp ứng viêm thì tôi nói là 15-20%, trong đó có 5% đặc biệt là có thể rơi vào một cái trạng thái hỗn loạn của phản ứng viêm trong cơ thể, dẫn đến một cái tổn thương rất là nặng gọi là cơn bão cytokine. Có nghĩa là giữa đáp ứng viêm và các phản ứng trung, các đáp ứng trung hòa phản ứng viêm nó không có được thăng bằng với nhau và nó gây ra tổn thương chính bên trong cơ thể. Rồi, thì như vậy thì các bạn thấy là trong cái trận dịch, cái đợt thứ tư của trận dịch COVID-19 nó tiếp tục trong cái năm 2020, thì lúc đó Việt Nam mình còn êm ả lắm, nhưng mà trên thế giới lúc này mình làm gì? Chưa có, tức là tất cả mọi người đều nhìn thấy là dịch nó lan ra khắp nơi, nhưng mà chưa có một cái giải pháp nào cụ thể, chưa có một cái giải pháp nào đặc hiệu để giải quyết được vấn đề. Như vậy thì chúng ta có xét nghiệm gì để chẩn đoán được bệnh và cái vai trò của cái xét nghiệm đó như thế nào?
thì chúng ta có xét nghiệm chẩn đoán. Xét nghiệm chẩn đoán chúng ta tìm cái gì? Xét nghiệm chẩn đoán là chúng ta tìm cái kháng nguyên, hoặc là chúng ta tìm cái hiện diện của phân tử, của cái thành phần cấu trúc di truyền của cái con siêu vi đó. Còn xét nghiệm kháng thể là chúng ta tìm các kháng thể trong máu. Thì những cái xét nghiệm kháng thể hiện nay chúng ta không nên tự ý thực hiện, và chúng ta phải hỏi ý kiến của bác sĩ, bởi vì cái xét nghiệm mà có ý nghĩa để đánh giá một cái mũi, một cái loạt tiêm chủng mà nó có mang tới cái hiệu quả cho người được tiêm chủng hay không, thì là phải là bản chất nó phải là kháng thể trung hòa. Còn những cái xét nghiệm hiện nay ở trên thị trường thì kháng thể trung hòa không được làm nhiều, cho nên là chúng ta đừng nghe chuyện kháng thể và đổ xô đi làm xét nghiệm, thì điều đó không có cần. Mà khi chúng ta thường thường chúng ta thực tế nè, chúng ta có triệu chứng chúng ta sẽ làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh để chúng ta coi cái mấy vạch á, mấy bạn thường đùa mấy vạch á là một vạch hoặc là hai vạch, thì chúng ta có hai vạch rồi, thì nếu mà chúng ta không nằm trong nhóm nguy cơ chúng ta có thể tự theo dõi, tự cách ly tại nhà. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã nằm trong nhóm nguy cơ rồi thì khi nhập viện thì trong bệnh viện sẽ có những cái biện pháp xét nghiệm nó chính xác hơn, dùng để theo dõi diễn tiến cũng như là đáp ứng điều trị. Thì thường thường là các bạn hay nghe cái chữ PCR, hoặc là để xác định coi là cái người mang COVID-19 này, người mang SARS-CoV-2 này đã qua khỏi cái giai đoạn có thể lây lan hay chưa. Thì đó là những cái xét nghiệm mà hiện tại chúng ta đang áp dụng. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta chủng ngừa xong á, thì ngoài những cái kháng thể thì nó còn có miễn dịch tế bào nữa. Nó vẫn có những cái phương pháp xét nghiệm để xác định coi cái mức độ miễn dịch tế bào. Tuy nhiên cái này nó mang giá trị nghiên cứu nhiều hơn là thực tiễn. Rồi, như vậy thì ứng phó với các bạn đã biết tác nhân gây bệnh, các bạn đã biết triệu chứng bệnh, cái triệu chứng bệnh và cái tổn thương mà nặng nhất đó là hậu quả của cái cơn bão cytokine xảy ra trong 5% những bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2. Và trong 5% này họ sẽ bị tổn thương hầu hết đa cơ quan trong cơ thể và tử vong. Thì như vậy chúng ta đã có những cái mức ứng phó gì? Thì ngay từ năm 2020 đó, là ngày 17 tháng 3 là có một cái loại vaccine RNA Moderna đã được bắt đầu nghiên cứu và chứng minh là nó có hiệu quả. Tiếp theo đó thì nhưng mà lúc đó vaccine chưa có, thế thì chúng ta phải làm bằng cái gì bây giờ? Thì cái này cũng ứng dụng lại chính cái kiến thức mà cô Anh Thư vừa mới cung cấp cho chúng ta, là chúng ta sẽ cô lập tác nhân, cô lập nguồn lây bệnh, chúng ta kiểm soát đường lây và chúng ta bảo vệ ký chủ. Thì chúng ta cô lập nguồn bệnh là chúng ta gì? Chúng ta cách ly ha. Chúng ta kiểm soát đường lây là chúng ta bằng các biện pháp 5K, và chúng ta bảo vệ ký chủ cũng chính bằng các biện pháp 5K. Thì đơn giản giai đoạn đầu thật sự chúng ta cũng chỉ đối phó ở mức độ đó. Như vậy là cái trong cái cuộc chiến chống lại COVID lần đầu tiên, các bạn thấy đó, chúng ta cũng đi bằng những cái biện pháp rất là thô sơ. Và tuy là thô sơ nhưng mà không phải ai cũng chấp nhận, cũng phải, nhất là ở thời điểm hiện nay, cuối cùng là gì? Phải có kết quả, phải có bằng chứng của nghiên cứu khoa học chứng minh rằng cái khẩu trang N95 bảo vệ được, không cho corona, không cho SARS-CoV-2 xâm nhập vào đường hô hấp. Mà ngày 24 tháng 7 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức lên tiếng khẩu trang có giá trị bảo vệ. Lúc đó châu Âu mới áp dụng, chứ còn người ta không có thói quen, không có văn hóa mang khẩu trang giống như mình. Rồi tiếp tục sau đó thì đến tháng bây giờ mang khẩu trang làm rất là nhiều biện pháp như vậy, nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng là cái gì? Các bạn thấy là cái đỉnh nè, đối phó với mình, đối phó với là lúc đó mình sợ gì? Cùng một thời điểm số lượng bệnh nhân rất là nhiều, thì cái số lượng người mắc bệnh nặng kéo theo cũng rất là nhiều. Chúng ta không đủ nhân viên y tế, không đủ phương tiện trang thiết bị, và đặc biệt là lúc này cũng chưa có những cái hướng dẫn điều trị đặc hiệu đưa ra nữa. Cho nên là bằng mọi giá chúng ta đè bẹp cái đỉnh xuống,
tức là cái một cái ứng xử thứ hai trong giai đoạn này là đè bẹp cái đỉnh xuống, tức là chúng ta chấp nhận là cái thời gian dịch COVID-19 trải dài hơn nhưng mà nó không có cái số người mắc bệnh cùng một thời điểm cao như vậy. Đó là những gì chúng ta đã giải quyết vào cái tháng này của năm 2021. Lúc này là dịch còn đang ở Bắc Giang, ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, lúc đó chúng ta chọn giải pháp này, chúng ta phân tầng, chúng ta chia ra, chúng ta 5K, chúng ta cách ly vân vân và vân vân, mục đích chỉ là để đè bẹp cái đỉnh dịch xuống. Ha. Và cuối cùng là điều trị. Thì các bạn chỉ muốn chia sẻ cùng các thầy cô và các bạn một ý như thế này. Tức là đối với y khoa, tất cả những cái việc tìm ra thuốc mới, vaccine mới, vân vân và ứng dụng trên con người, để đưa ra được một cái hướng dẫn điều trị đều phải trải qua các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng tất cả những giải pháp đó có lợi nhiều hơn là có hại. Vì vậy chúng ta không nên tự ý điều trị là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là trên các trang mạng xã hội lan truyền rất là nhiều các toa thuốc, và trong một cái tâm lý hoảng loạn của đám đông, người này bị COVID, người kia bị COVID, cả gia đình bị COVID, đó là người ta lan truyền. Và hậu quả là gì? Trong tất cả những cái toa thuốc đó đều có kháng sinh, mà đương nhiên là chắc chắn là một người ho, có đàm, có dịch tiết đường hô hấp thì cái chuyện mà bội nhiễm là có thể. Tuy nhiên kháng sinh không phải lúc nào cũng sử dụng được. Nếu chúng ta sử dụng một cách bừa bãi như vậy thì hậu quả của chúng ta là cái gì? Chúng ta tự tạo ra một thách thức mới, đó là tạo ra các chủng vi khuẩn, virus đa kháng với các kháng sinh, hoặc là thậm chí nó không còn có thuốc mới để mà xử lý cho những cái tác nhân gây bệnh này nữa. Do vậy là người ta trên đây các bạn thấy là muốn điều trị một bệnh nhân COVID-19, thứ nhất đầu tiên phân loại bệnh nhân này nặng, nhẹ, vừa, và tùy theo đó mà sẽ có những cái điều trị cho nó thích hợp. Và hiện nay thì chúng ta đã có những cái biện pháp điều trị với những thuốc kháng virus, thuốc kháng viêm, kháng đông được hướng dẫn về mặt liều lượng và thời gian. Do đó khi mà các bạn mắc bệnh thì chúng ta nên có những cái lời khuyên về y tế. Và cuối cùng xin nói một chút xíu về cái giải pháp vaccine. Thì giải pháp vaccine thì đầu tiên là như tôi có trình bày phía trên là tháng 3 năm 2020 là người ta đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Sau đó thì có rất là nhiều loại vaccine, nhưng mà đến tháng 12 năm 2020 vaccine được áp dụng rộng rãi, và Vương quốc Anh là nơi đầu tiên mà đề nghị chích vaccine cho tất cả những cái người già trên 65 tuổi trong các nhà dưỡng lão. Và đây là hình ảnh cái người phụ nữ đầu tiên ở Anh được sử dụng vaccine. Thì nhanh chóng sau đó là đối với việc tại thành phố Hồ Chí Minh thì bệnh viện Bệnh nhiệt đới là nơi đầu tiên được chủng ngừa COVID-19 vào ngày 8 tháng 3 năm 2021. Vì vậy mình không có thua thế giới bao lâu, nhưng mà chỉ có là mình không đủ để mà bao phủ 70% cho thành phố Hồ Chí Minh. Do đó cho nên chúng ta mới phải đối diện với những cái ngày tháng 7, tháng 8 của năm 2021 rất là kinh hoàng. Và tuy nhiên với những cái nỗ lực từ nhiều nguồn thì chúng ta cũng đã giải quyết được cái biến cố, một cái biến cố rất là lớn trong lịch sử y khoa. Và hiện nay thì cho đến hiện tại thì các bạn thấy là cái tỷ lệ mắc bệnh nó có nhiều nhưng mà nó không nhiều như năm ngoái, và chúng ta nghĩ rằng là từ từ cái dịch này nó sẽ được ổn định dần với những cái thích ứng của chúng ta. Thì đó là những cái nét chính về một cái đại dịch có đường lây bằng đường hô hấp đang xảy ra trên thế giới, và trong đó có cả Việt Nam và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, với những cái ứng phó mà chúng ta đã trải qua để cho chúng ta rút ra những cái kinh nghiệm mà áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô cũng như các bạn sinh viên đã lắng nghe trong cái buổi giờ trưa rất là buồn ngủ này. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh đã cho một cái tổng quan về vấn đề COVID-19.
COVID-19 bây giờ là 2 năm rưỡi rồi, nhưng mà vẫn còn thời sự như thường. Từ cái chuyện là con này nó từ đâu ra, nó vào người mình như thế nào, xong nó làm sao nó gây ra bệnh, bệnh thì như thế nào, bây giờ làm sao mình ngừa đó. Có vaccine cái bà kia chích mũi đầu tiên đúng không? Dạ. Để tiếp theo chương trình thì xin mời bác sĩ Tố Uyên. Đây là người mà đã tham gia chống dịch trong cái đợt bùng phát thứ tư hết sức là sôi nổi. Không biết là có em sinh viên nào hay là có thầy cô nào có tham gia vào trong cái chỗ là hỗ trợ cùng bác sĩ Uyên trong cái đội y tế từ xa mà đi giúp cho những người bị nhiễm COVID trong thời gian vừa rồi không? Thế thì cô Uyên thì cũng điều trị cho rất là nhiều người bệnh, và trong cái buổi talk show ngày hôm nay thì cô Uyên sẽ nói về vấn đề là điều trị sớm những cái trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 thì mình sẽ điều trị như thế nào. Cô Uyên rất là có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề điều trị sớm cho những người mà bị nhiễm COVID-19. Mặc dù bây giờ là chúng ta đã khống chế được cái dịch bệnh rồi, nhưng mà mình cũng không thể nói trước được điều gì. Cho nên là những cái nội dung mà cô Uyên nói thì tôi nghĩ là sẽ rất có cái ý nghĩa và sẽ có giá trị cho các em. Xin mời cô Uyên. Dạ, xin kính chào quý thầy cô, xin kính chào các bạn sinh viên. Thì cái phần trình bày tiếp theo của tôi là sẽ nói về vấn đề mà khi mình bắt đầu bị COVID thì mình sẽ ứng xử như thế nào, mình tiếp cận như thế nào. Thì cho tới hiện nay thì qua cái phần trình bày của cô Vân Anh thì các bạn thấy rằng là chúng ta đã trải qua là rất là nhiều những cái giai đoạn mà bị coronavirus với những cái chủng rất là khác nhau. Lúc đầu thì người ta lấy cái thứ tự alpha b để đặt tên cho những con virus đó. Thì lúc đầu ở tại Vũ Hán là cái chủng alpha, sau đó thì chúng ta thấy nó phát triển rất là nhanh đến giai đoạn mà ở tại Ấn Độ mà chết rất là nhiều đó, thì đó là cái chủng delta, đó là cái chủng mà có độc lực cao nhất. Nhưng sau đó thì các bạn thấy là ở tại Nam Phi thì người ta gần đây vào tháng 12 năm 2021 đó, thì chúng ta có một cái chủng hiện tại đang lưu hành trên toàn thế giới, trên 98% là đang lưu hành trên thế giới, đó là cái chủng Omicron. Các cái chủng đó theo thứ tự thời gian thì cái độc lực của nó giảm dần, nhưng mà cái mức độ mà phát tán, cái mức độ mà lây của nó rất là nhanh. Bởi vì là theo cái sự tiến hóa của bất kỳ cái sinh vật nào á, thì muốn tồn tại được thì mình phải sinh sản nhiều. Và nếu mà độc lực của nó cao mà nó không có ký chủ được trên những cái vật ký chủ mà để vật ký chủ chết đó, thì cái đó cũng không phải là cái quy luật tiến hóa của nó. Nên hy vọng là với cái quy luật tiến hóa như vậy á, thì hiện tại chúng ta đang gặp một cái chủng ở giai đoạn cuối của cái Omicron. Nhưng mà chúng ta cũng khoan hẳn vội mừng cho đến khi nào mà Tổ chức Y tế Thế giới thông báo rằng là cái đại dịch của chúng ta chấm dứt. Thì trên bảng các bạn thấy có những chủng từ Alpha rất là nhiều cho tới Omicron. Thì chính giữa đó có những cái chủng nhỏ nữa, nhưng mà người ta không có đề cập ở đây bởi vì là nó không có đáng kể. Thì cái phần trình bày hồi nãy của cô Vân Anh các bạn cũng thấy là gì, khi mà mình tiếp xúc với cái con virus này thì khởi đầu chúng ta sẽ có một cái giai đoạn đầu là giai đoạn sớm á, từ bắt đầu chúng ta bắt đầu có những cái triệu chứng thì chúng ta sẽ có cái tuần lễ, thông thường là một tuần lễ đầu chúng ta sẽ có những cái triệu chứng rất là nhẹ nhàng như là một người bị nhiễm siêu vi. Tùy theo cái nhóm virus khác nhau mà cái triệu chứng nó thể hiện sẽ khác nhau. Thì chút xíu nữa tôi sẽ nói cái nhóm mà gần đây nhất của mình là Omicron thì triệu chứng nó sẽ như thế nào. Nhưng mà hầu hết tất cả các trường hợp thì chúng ta ngưng ở cái giai đoạn tuần đầu tiên và nó không có diễn tiến tới những cái giai đoạn tiếp theo. Nhưng mà có khoảng là, cái này là tôi lấy cái thống kê lúc đầu tiên khi mà chúng ta chưa có chích ngừa. Nếu mà chích ngừa thì cái mức độ diễn tiến triệu chứng nó sẽ thay đổi đi. Thì khi mà chưa có chích ngừa thì người ta nhận thấy là khoảng 80% bệnh nhân là ngưng ở cái giai đoạn thứ nhất. Và thậm chí là có những bệnh nhân hoàn toàn ở giai đoạn nhất là không có triệu chứng gì cả, trên 80%. Như vậy thì đặc biệt là ở những người trẻ, nhưng mà những người đó lại là những người lại tiếp tục đi lây nhiễm cho những người khác. Thì 20% còn lại bệnh nhân sẽ bị cái gì? Thì sẽ bước qua cái tuần lễ thứ hai. Chúng ta cứ nhớ mốc là từng tuần lễ cho nó dễ nhớ. Thì bước sang tuần lễ thứ hai thì đây là một cái con virus như phần trình bày của các cô lúc nãy á, là nó tấn công vào cái hệ hô hấp của chúng ta là chính. Thì khởi đầu nó sẽ tấn công vào cái hệ hô hấp trên, tức là chúng ta có mũi rồi có họng, có amidan vân vân, từ thanh quản trở lên là hô hấp trên đó.
thì ở cái hệ đó thì nó gây ra những triệu chứng nhưng mà nó không có thích người. Nhưng mà nếu mà nó bắt đầu nó chạy xuống đường hô hấp dưới của chúng ta, ví dụ như từ phế quản xuống rồi xuống hai bên cái phổi đó, và nó tác động lên thì cái giai đoạn đó có thể gây ra tử vong. Như vậy thì 20% còn lại là những người có khả năng sẽ có nguy cơ phải nhập viện và phải có sự chú ý chăm sóc của những cái chuyên gia, những cái bác sĩ. Như vậy thì trong 20% đó thì cũng rất là may mắn là nó ngưng ở cái tuần lễ thứ 3. Tự nhiên nếu có xuống phổi tấn công thì nó cũng bị nhẹ nhàng thôi, và nó ngưng ở tuần lễ thứ 3. Nhưng mà có khoảng 5% có thể diễn tiến nặng, và những bệnh nhân này có thể phải có những biện pháp săn sóc rất là tích cực. Và trong cái giai đoạn đầu tiên đó, mà ở những cái nước mà chưa có trang bị đầy đủ những cái biện pháp mà điều trị, và chúng ta còn rất là mù mờ về về cái sinh lý bệnh của cái bệnh này á, thì cái tỷ lệ tử vong có những vùng có thể lên tới 5%. Tức là hầu hết những bệnh nhân mà nặng á, thì hầu như chúng ta không làm được gì cả. Như vậy thì các bạn thấy rằng là cái tác động của chúng ta chủ yếu là ở cái nhóm 80% hoặc là cái nhóm 15%. Và cái nhóm 5% đó thì cái khả năng tác động của chúng ta rất là ít, và cái hiệu quả lại rất là kém, trong khi đó là tốn kém rất là nhiều. Thành ra là cái vấn đề là làm sao mà ngay từ đầu chúng ta tiếp xúc với virus đó, chúng ta phải có những cái biện pháp gì đó ngăn chặn để cho chúng ta không rớt vào trong cái nhóm 5% đó. Thì cũng rất là may mắn, hiện tại thì chúng ta chích ngừa rất là nhiều rồi, thành ra là cái tỷ lệ tử vong theo như tôi đọc các tài liệu mới ngày hôm qua đó, thì thấy là đối với Omicron á là khoảng là 0,5% thôi. Thì từ 5% mà nó xuống 0,5% thì các bạn thấy rằng là nó giảm rất là dữ rồi. Đó. Như vậy thì cái phần sơ lược để cho các bạn thấy cái nguy hiểm ha. Và trong cái giai đoạn đầu này thì chủ yếu chúng ta được săn sóc ở nhà. Nhưng mà săn sóc ở nhà nhiều khi mình không có hiểu cái cách săn sóc thì mình cũng có thể liên hệ với các bác sĩ hoặc là nhân viên y tế để người ta giúp đỡ cho mình. Nhưng mà bắt đầu từ tuần lễ thứ 2 trở đi thì chắc chắn là các bạn phải liên hệ với nhân viên y tế nếu bệnh của các bạn tiếp tục tiến triển nặng hơn sau tuần lễ thứ 2. Và đây thì xin giới thiệu cho các bạn là một cái hình chụp không phải là X-quang mà là CT scan ha. Thì các bạn thấy ở đây là một cái phổi chụp CT scan cắt ngang ở một cái người bệnh nhân mà mới có ngày thứ 5 của bệnh thôi. Thì các bạn nhìn thấy ở phía dưới này, và cái người này sau cái ngày thứ 5 á, thì tới ngày thứ 15 thì các bạn thấy cái phần trắng ở dưới cái phổi nó xuất hiện rất là nhiều. Và như thế thì cái phổi nó không thể trao đổi khí được, nên phần lớn bệnh nhân sẽ chết vì vấn đề là suy hô hấp, thiếu oxy. Và cái bệnh nhân này nếu mà không được điều trị tốt ở tuần lễ thứ 2 mà bước qua tuần lễ thứ 3 thì rõ ràng các bạn thấy hai cái phổi của người ta trắng xóa hết. Nó thành ra một cái khối đặc và không còn thể chứa không khí được. Như vậy thì cái sau tuần lễ thứ 3 thì cái khả năng tử vong là chắc chắn là rất là cao. Như vậy thì sơ lược nói chung chung một cái bệnh học để cho các bạn có thể hình dung ra vấn đề. Tuy nhiên là cái con virus này nó không phải nó tấn công ở phổi không, mà cái vấn đề thứ hai mà người ta lưu ý nữa là nó còn tấn công vô các mạch máu của chúng ta nữa. Không chỉ tấn công mạch máu ở các cái mao mạch xung quanh các cái phổi mà còn tấn công mạch máu ở rất là nhiều nơi bằng cách là nó làm co giãn mạch bất thường, làm giảm tưới máu ở tất cả những cơ quan mà tấn công. Đặc biệt là con virus này các bạn biết là cái chu kỳ mà nó nhân nó rất là nhanh. Ví dụ như khi mà nó vô trong cơ thể mình nó không tự sinh sản được, nó phải mượn cái tế bào của mình để nó sinh sản. Và khi mà nó vô cơ thể mình, một con virus nó sẽ sau một tích tắc thôi thì nó có thể nhân lên 1 triệu con virus. Và 1 triệu con virus đó lại tiếp tục theo một cái cấp số rất là nhanh. Thành ra là nó sẽ phát tán khắp cơ thể của mình. Ở tại phổi thì nó tấn công vô phổi. Các bạn nhìn cái phổi phía bên bên phải. Khi mà bị viêm phổi thì trong phổi mình sẽ chứa cái dịch, không còn chứa không khí nữa. Như vậy thì không thể trao đổi oxy được. Nhưng cái phần còn lại, những cái phổi mà còn lành lặn còn lại
thì virus lại tấn công lên trên các cái mạch máu. À, ở những cơ quan còn lại cũng vậy, nó cũng sẽ tấn công lên mạch máu. Thì chút xíu nữa cái phần mà hậu Covid đó, thầy Quế sẽ nói cho các bạn thấy những cái nguy cơ của vấn đề hậu Covid thì chủ yếu là do cái câu chuyện mà nó tấn công lên những cái thụ thể trên những cái thành mạch của chúng ta, và nó sẽ gây ra tổn thương cơ năng, chức năng, làm cho các cái hệ trong bất kỳ cơ thể của mình nó tự nhiên nó hoạt động không còn hiệu quả nữa. Thì đối với phổi, ngoài cái vấn đề đó thì nó còn có thể tạo được những cái cục máu đông. Và những cái cục máu đông này nếu mà nó nhỏ thì nó bít ở những chỗ nhỏ, nó gây ra những cái tổn thương cơ năng nhỏ thôi. Nhưng nếu nó lớn thì nó có thể gây tử vong. Hồi tháng 3 vừa rồi á, là có một người bạn của chúng tôi là bị Covid sau tuần lễ thứ 2 thôi. Thì lúc đó là chủng Omicron rất phổ biến và triệu chứng thì rất là nhẹ nhàng. Sau đó thì anh ta bị tới ngày thứ 16, 17 gì đó thì anh ta thấy ồ tôi rất là khỏe rồi. Và anh ta đi công tác tới Đà Nẵng. Thì khi mà anh ở trong phòng khách sạn thì người ta phát hiện ra là anh bị liệt nửa người ở trong khách sạn. Và cuối cùng thì anh bị một cái huyết khối ở một cái động mạch rất là lớn mà chuyển máu lên trên đầu. Và ở tại bệnh viện Đà Nẵng phải đem bệnh nhân vô cấp cứu. Thì cái nguy cơ khác của cái Covid là những cái vấn đề rối loạn về nuôi dưỡng của các cơ quan, cũng như là tạo những cái cục huyết khối. Và như thế thì các anh chị thấy rằng là gì? Nó sẽ đến bất kỳ cái nơi nào trong cơ thể, ví dụ như đến ruột chẳng hạn, nó sẽ làm cho cái ruột của mình nó trì trệ, nó có thể gây tiêu chảy do con virus gây tiêu chảy, nhưng nó cũng có thể làm giảm tưới máu ruột nên nó làm cho mình đau bụng chẳng hạn, ví dụ vậy. Chẳng hạn như là lúc đầu chúng ta thấy là có hiện tượng là mất mùi, mất vị đó, thì con virus này nó tấn công lên trên cái trung khu mà ngửi mùi hoặc là nếm vị của chúng ta, và nó làm cho cái trung khu đó không nhận được cái mùi vị nữa, hoặc thậm chí là thay đổi cái mùi, cái vị của chúng ta đó. Hoặc là nó đến những cái chỗ ví dụ như hệ thần kinh trung ương chẳng hạn, rất là nhiều người sau khi bị Covid thì tự nhiên mất ngủ rồi nhức đầu hay là gì đó chẳng hạn, là bởi vì nó tấn công vào những cái mạch máu mà ở tại những cái cơ quan, ở tại những cái vị trí đó, và nó làm thay đổi cái chức năng hoạt động của những cơ quan đó. Như vậy thì cái chuyện nhiễm con virus nó không dừng lại ở cái chỗ là tấn công vô một cái hệ sống còn của chúng ta là hô hấp, mà nó có thể lan truyền đến rất nhiều cơ quan khác. Ví dụ như ở tim mạch có thể tạo ra những cái cảm giác như là hồi hộp, đánh trống ngực. Ví dụ như ở thần kinh có thể làm mất ngủ, có thể làm cho các bạn mau quên chẳng hạn. Thì ngày nay là người ta đang dần dần tìm hiểu những cái cơ chế để làm sao những cái vấn đề đó chúng ta có thể hạn chế, và sau khi bị Covid thì chúng ta phải ứng xử cái vấn đề đó như thế nào. Như vậy thì đó là cái những cái vấn đề. Bây giờ quay trở lại cái nhiệm vụ chính của tôi là phải hướng dẫn các bạn là khi mà bị Covid thì các bạn phải có cái cách ứng xử nào là hợp lý nhất. Thì như đã nói hồi nãy, như lúc nãy bác sĩ Vân Anh cũng trình bày rồi, thì các bạn thấy rằng là gì? Giai đoạn đầu á, cái đường màu xanh lá cây này nè, ở đây chúng ta có bốn cái, một là mã là cái thời kỳ ủ bệnh, tức là chúng ta chưa có triệu chứng gì cả nhưng mà chúng ta mới nhiễm virus thôi. Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà chúng ta nhiễm virus rồi và chúng ta biểu hiện triệu chứng ra ngoài. Cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà tổn thương, bắt đầu tổn thương phổi ha, và cái giai đoạn cuối cùng là coi như là tổn thương phổi không còn phục hồi nữa. Thì ở cái giai đoạn đầu này các bạn thấy là virus nó tăng sinh rất là dữ ha, nó sinh sản rất là dữ, đúng không nào? Nhưng mà đến lúc nào đó nó sinh sản rất dữ đầy đủ rồi, nó tấn công cơ thể rồi thì bắt đầu nó giảm xuống cái tải lượng của nó ha. Thành ra là thường á, các bạn làm xét nghiệm ở cái giai đoạn này thì các bạn sẽ thấy cái xét nghiệm nó dương tính rất là dễ ha. Nhưng mà ở những cái giai đoạn mà các bạn bắt đầu bệnh nhiều rồi, vô nhập viện rồi, hoặc là những giai đoạn gần sau này thì nhiều khi các bạn phải rất là khó mà phát hiện ra virus. Nhưng mà song hành với cái chuyện mà virus xâm nhập vô cơ thể á, thì nó có một cái hiện tượng thứ hai nữa. Đương nhiên rồi, khi mà kẻ thù mà vô tấn công chúng ta thì cơ thể chúng ta phải phản ứng lại, đúng không nào? Và bình thường á thì cái phản ứng đó là luôn luôn là có lợi. Có nghĩa là gì?
cái phản ứng màu tím, cái đường màu tím này nè, nó sẽ giúp cho cơ thể làm giảm bớt cái sự sinh sản của virus lại ha, và nó sẽ làm cho virus nó không phát tán rộng đi ra các cơ quan. Nhưng mà nếu mà cái hiện tượng này, tại vì các bạn biết rồi, như tôi giải thích hồi nãy là cứ một con virus vô xâm nhập chỉ cần tích tắc một vài giây là nó biến thành 1 triệu con. Như vậy thì cơ thể của mình nó choáng ngợp dưới cái số lượng mà quân lính quá đông như vậy, thì lập tức cơ thể mình phải huy động, huy động tất cả những cái lực lượng để chống đỡ lại. Và chúng ta trở ra một cái tình trạng, các bạn thấy là gì, giai đoạn này virus nó chết gần hết rồi, nhưng mà cơ thể chúng ta không biết, và bắt đầu cái hiện tượng viêm của chúng ta càng ngày càng dữ dội lên. Như vậy thì tự bản thân mình tự hại lấy mình, đúng không nào? Ví dụ như giờ kẻ thù vô nhà đánh lộn với mình, mình không nhận biết được là có bao nhiêu kẻ thù, nhưng mình cứ cầm đồ mình quăng, mình ném chúng đại chúng cho chúng. Như vậy cuối cùng chúng cơ thể mình là chính. Thành thử ra là ở những cái giai đoạn sau này thì chủ yếu là chúng ta bị cái phản ứng viêm quá mức mà nó làm cho cái cơ thể chúng ta bị nhiễm bệnh. Ngay cả sau khi chúng ta hết COVID rồi, cái phản ứng viêm này nó vẫn còn tiếp tục. Chính vì thế nó dẫn tới những cái giai đoạn là sau COVID hoặc là hậu COVID. Như vậy thì hiểu cái điều này các bạn thấy rằng là gì? Có nhiều người thì cái giai đoạn này nó ngưng lại, đáp ứng viêm vừa đủ virus vừa chết thì vừa lúc đó ta khỏe luôn. Nhưng mà có nhiều người không chịu ngưng lại và cứ tiếp tục và diễn tiến cái hiện tượng viêm đó, thành ra chúng ta sẽ có cái hậu COVID. Rồi, và đi song hành với chuyện này thì có một cái rất là quan trọng. Các bạn thấy là khi mà virus tấn công vào trong phổi rồi thì cái oxygen trong máu của mình nó sẽ giảm. Tôi chắc chắn là trong cái thời gian mà các bạn cái đại dịch đó, thì các bạn rất là quen thuộc với một cái dụng cụ là đo oxy trong máu, đúng không nè? Các bạn có một cái dụng cụ kẹp ở trên đầu ngón tay và các bạn có thể theo dõi oxy. Thì nếu mà chúng ta ngưng ở cái thời điểm này mà không bị gì hết thì oxy chúng ta rất là bình thường. Nhưng mà các bạn thấy ở giai đoạn này nếu bước qua tổn thương phổi thì bắt đầu oxy của chúng ta giảm. Như vậy thì việc nhận biết cái oxy giảm cũng chính là việc nhận biết các cái hiện tượng mà chúng ta cần phải tác động mạnh mẽ hơn, đúng nè. Đừng để cho đến giai đoạn mà oxy nó giảm như vậy rồi thì chúng ta có cách tác động cỡ nào đi chăng nữa nó cũng không có cải thiện. Như vậy thì muốn nói thêm một tí xíu về bệnh học cho các bạn để các bạn hiểu rõ là chúng ta phải làm cái gì. Như vậy thì phát hiện ra cái thời điểm này để chúng ta chuẩn bị tác động tích cực hơn nó rất là quan trọng. Như vậy thì cái giai đoạn đầu này chúng ta điều trị cũng giống như một cái người nhiễm siêu vi bình thường thôi. Nhưng mà đến giai đoạn này thì chúng ta có thể phải phát hiện ra sớm và chúng ta phải đi hỏi ý kiến của các bác sĩ để chúng ta có thể điều trị thích hợp. Rồi, như vậy thì ai là người có thể chuyển biến qua cái giai đoạn mà oxy nó giảm như vậy? Thì người ta tổng kết lại, người ta thấy rằng là gì? Những người lớn tuổi. Lúc nãy cô Vân Anh nói là trên 65 tuổi, nhưng sau này Tổ chức Y tế Thế giới người ta giảm xuống dần dần thì người ta thấy là những người 45 tuổi, 50 tuổi cũng có thể có nguy cơ bị nhiễm COVID nặng và có khả năng bị hậu COVID. Cái đương nhiên rồi, tất cả các bạn đều biết rồi, những người chưa chích ngừa hoặc là chích ngừa chưa đủ tối thiểu 2 mũi. Đối với chích ngừa thì tối thiểu các bạn phải chích 2 mũi, bởi vì cái mũi đầu tiên là chưa có đủ để bảo vệ chúng ta. Phải có mũi thứ hai thì mới bắt đầu tạo được cái kháng thể để chống lại virus, hỗ trợ cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta chích được tới mũi thứ ba thì chúng ta sẽ tạo được một cái miễn dịch trí nhớ. Có nghĩa là gì? Cái miễn dịch của chúng ta nó sẽ bền vững hơn. Như vậy nếu bạn nào được chích tới mũi thứ ba thì chúng ta tạm thời rất là yên tâm. Nếu giả sử như virus có vô tấn công mình thì đồng thời chúng ta cũng có sẵn một cái hệ miễn dịch để chống lại con virus. Rồi, cái tiếp theo nữa là một số những người bình thường, những người này á, khi mà bình thường họ cũng đã là những người suy yếu rồi, nên khi họ bị virus tấn công thì họ là những người mà những cái đối tượng mà rất là dễ bị bệnh nặng. Như cô Vân Anh nói nãy các bạn thấy là béo phì nè. Một cái đặc điểm nữa là những người mà khởi đầu có rất là nhiều triệu chứng, chứng tỏ rằng là virus nó không ở yên ở tại đường hô hấp mà nó có thể đến ở nhiều nơi khác nhau. Như vậy thì chúng ta cũng dè chừng là những người đó cũng có thể là những đối tượng nặng. Và cuối cùng thì có những người cũng không hiểu tại sao mà nó diễn tiến thành bệnh nặng. Đó. Như vậy thì chúng ta dè chừng những cái nhóm này mà chúng ta
có thể cái giai đoạn sớm chúng ta phải theo dõi chặt chẽ, phải theo dõi sát hơn. Rồi bây giờ các triệu chứng thường gặp của COVID thì hồi nãy là cô Vân Anh cũng có nói cho các bạn rồi ha. Thì chúng ta sẽ có những cái triệu chứng siêu vi toàn thân, ví dụ như ho, sốt, ớn lạnh, đau cơ, nôn ói, tiêu chảy, mất mùi, mất vị. Đó là cái giai đoạn đầu của những cái con virus nhóm alpha, beta, delta ha. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta đang có cái con Omicron ha. Thì con Omicron thì nó sẽ tập trung chủ yếu ở cái khu vực tai mũi họng là chính ha. Bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng mà các bạn thấy khởi đầu là tự nhiên khàn tiếng luôn, nói không ra hơi, hoặc là bệnh nhân sẽ đau họng rất là nhiều ha. Sẽ có những cái triệu chứng ở vùng tai mũi họng. Nhưng mà chúng ta cũng có những cái bệnh lý mà có triệu chứng tai mũi họng rất là nhiều, nên trên bảng này là cho các bạn thấy cái phân biệt. Ví dụ như giờ một bạn bị viêm xoang, tự nhiên lại sợ mình bị COVID, có khi lại là viêm xoang, đúng không nè? Thì những cái đặc điểm mà này các bạn có thể tham khảo thêm ha. Ví dụ như là nếu mà chúng ta có một cái dịch nhầy ngay từ đầu rất là đục hay là gì đó thì có thể chúng ta bị viêm xoang thôi. Nhưng mà coronavirus thì thường là không có dịch ha, hoặc là có những cái triệu chứng khan, không có ho khan thôi. Đó, thì đây là cái bảng để chúng ta có thể nhận biết cái triệu chứng thực sự chúng ta bị COVID hay là bị một cái bệnh lý về tai mũi họng nào đó, chẳng hạn như viêm amidan chẳng hạn ha. Thì đối với những người mà bị viêm amidan thực sự thì hả họng ra thì sẽ thấy hai cái amidan nó sưng rất là to, nó có mủ trên đó chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta nên tìm gặp bác sĩ tai mũi họng chứ không chắc gì chúng ta bị coronavirus ha. Đó, thì những cái biểu hiện hô hấp thay đổi theo thời gian, theo cái vấn đề chích ngừa. Các bạn thấy lúc đầu là những cái triệu chứng nhức đầu, đau họng, sổ mũi rất là nhiều. Nhưng sau này thì những cái triệu chứng sẽ tập trung ở cái khu vực hô hấp trên ha. Tập trung ở hô hấp trên là chủ yếu. Và cái hiện tượng ho có vẻ như nó bớt hơn, nhưng chủ yếu là đau họng. Bệnh nhân sẽ ít khi có triệu chứng sốt ha. Nhất là ở những người trẻ ít khi có triệu chứng sốt. Và cái triệu chứng mất mùi, mất vị á, sau này á, hầu như là không ai bị hết nha. Các bạn đừng có chờ mình có mất mùi mất vị thì mới nghĩ mình là coronavirus, vì sau này cái con Omicron nó tập trung chủ yếu là ở cái đường hô hấp trên chứ nó không tấn công lên hệ thần kinh nhiều nữa ha. Rồi như vậy thì các triệu chứng như vậy, nhưng mà chúng ta chú ý có những cái triệu chứng ở đây các bạn cần ghi nhớ, các bạn có thể chụp hình lại những cái triệu chứng báo động. Ví dụ như giờ chúng ta bị nhiễm coronavirus tới ngày thứ 5, thứ 6 gì đó, thì tự nhiên chúng ta đi ngồi lên tự nhiên chúng ta thấy chóng mặt chẳng hạn. Hoặc là chúng ta đi lại, đi toilet tự nhiên chúng ta cảm thấy mệt ha. Hoặc là nói nhiều như tôi nãy giờ tự nhiên cảm thấy hụt hơi, ví dụ vậy. Thì những cái triệu chứng như vậy thì các bạn phải cảnh giác ngay nếu chúng ta bắt đầu bước qua cái ngày thứ 5 tới ngày thứ 8 ha. Đó. Và những cái triệu chứng nặng hơn thì quá rõ ràng rồi ha, tự nhiên môi tím rồi thở nhanh, hay là có những cái triệu chứng như là đau tức ngực chẳng hạn. Và một cái giải pháp rất là đơn giản ha, cũng có thể là các bạn có thể tham khảo thêm, chúng tôi có hướng dẫn những cách đo SpO2. Thì cái dụng cụ này các bạn chỉ cần kẹp vô cái ngón tay ha, và các bạn khảo sát, thì nếu mà giá trị SpO2 của mình bình thường nó sẽ là 97-98. Nhưng mà nếu mà tự nhiên bạn cảm thấy chóng mặt và bạn đo thì bạn thấy còn có 96 thôi, là tới ngày thứ 6, thứ 7 là bạn phải cẩn thận ha, coi chừng nó sẽ tấn công xuống dưới phổi. Như vậy thì lúc đó chúng ta nên tìm các bác sĩ để mà chúng ta hội ý. Và trong cái đại dịch vừa qua thì rất là nhiều nước trên thế giới ha, người ta đã chứng minh được là gì, cái việc đo SpO2 chính là một cái chìa khóa để theo dõi bệnh rất là tốt ha. Nếu mà ở cái giá trị SpO2 mà từ 93 trở xuống thì các bạn thấy đột nhiên cái tỷ lệ tử vong nó tăng lên rất là cao. Đó, đang ở cái mức này thì không có thấy tử vong, nhưng ở đây thì cái tỷ lệ tử vong có thể tăng lên rất là nhiều rồi. Và khả năng nhập viện nó lên rất là cao. Như vậy thì cái vấn đề chúng ta tới đây, chúng ta đã thấy được là cái cách mà mình cần phải theo dõi khi mắc bệnh là gì. Trong tuần lễ đầu thì chúng ta chỉ theo dõi những cái triệu chứng cơ năng thông thường. Nếu chúng ta quá lo lắng thì chúng ta có thể hỏi ý kiến thêm các bác sĩ. Nhưng chúng ta đừng có quá lo lắng ở thời điểm này. Và chúng ta theo dõi sát những cái triệu chứng cơ năng báo động. Ví dụ tự nhiên thấy chóng mặt,
thấy tự nhiên vận động, thấy khó thở, thấy tự nhiên đau tức ngực, hoặc là thấy tự nhiên ho mà ho ra máu chẳng hạn, thì lúc bây giờ chúng ta nên tìm bác sĩ để mà hỏi ý kiến. Và trong cái khoảng thời gian này thì chúng ta cứ việc gọi là thoải mái ha, mỗi ngày chúng ta đo SpO2 và chúng ta có thể có những nghiệm pháp, chúng tôi cho bệnh nhân làm những nghiệm pháp để mà tăng cái gắng sức của bệnh nhân lên, để khảo sát được cái giá trị SpO2 nó giảm ở cái mức độ sớm nhất. Ví dụ như là chúng ta cho bệnh nhân đi qua đi lại, chúng ta đo SpO2, ví dụ đang ngồi SpO2 bình thường là 97-98, đi qua đi lại rất là nhiều vòng, chúng ta thấy SpO2 giảm còn có 95-96 chẳng hạn, thì chúng ta bắt đầu nghi ngờ. Đó. Và chúng ta có thể đếm nhịp thở ha, chúng ta kiểm tra. Thì nếu mà ở cái thời điểm mà từ ngày thứ năm trở đi mà các bạn có những triệu chứng này thì các bạn sẽ gặp các bác sĩ. Nhưng mà trong cái thời gian khoảng thời gian ban đầu thì các bạn điều trị rất là thông thường ha. Nếu các bạn bị sốt thì các bạn uống thuốc hạ sốt, ai cũng biết là thuốc hạ sốt là thuốc gì rồi, đúng nào. Chúng ta có thể sử dụng acetaminophen, tức là paracetamol chẳng hạn. Nếu mà acetaminophen không hạ sốt được thì chúng ta có thể xen kẽ những cái thuốc, ví dụ như là ibuprofen, những cái thuốc mà kháng viêm để kiểm soát cái hạ sốt và giảm đau. Nhưng mà trong một số những bệnh nhân mà có bệnh lý về gan, có những bệnh nhân bệnh lý về thận, thì chú ý là chúng ta không nên lạm dụng cái nhóm thuốc này. Một số những cái điều trị triệu chứng ở đường hô hấp trên, ví dụ như bạn bị nghẹt mũi quá, bạn có thể sử dụng những cái loại thuốc ở tại chỗ, ví dụ những cái thuốc xịt mũi chẳng hạn, nó có thể làm giảm viêm, giảm xung huyết mũi ha. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng là trong trường hợp mà bệnh nhân bị chảy máu mũi thì chúng ta không nên xài. Một số những cái thuốc khác, một số những cái cách khác, ví dụ như chúng ta nghẹt mũi mà chúng ta chưa thích sử dụng thuốc thì chúng ta có thể rửa mũi bằng những cái dung dịch nước muối đẳng trương hoặc là u trương chẳng hạn. Hoặc là chúng ta có thể điều trị những cái loại thuốc chống xung huyết mũi đường uống. Và chúng ta trong giai đoạn này thì chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta theo dõi oxy của chúng ta ăn ngủ cho đầy đủ, không nên sử dụng những cái nhóm thuốc, ví dụ như kháng sinh chẳng hạn. Bởi vì khi bạn uống kháng sinh sớm thì đây là một cái bệnh do virus mà, đâu phải do vi trùng, nên nó cũng chả có hiệu lực gì cả. Và nếu mà các bạn uống sớm như vậy thì các bạn có thể bị rối loạn tiêu hóa, các bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn, đúng không? Hoặc các bạn cố gắng sử dụng những cái loại thuốc mà như truyền miệng người ta nói, ví dụ sử dụng dexamethasone hoặc là methylprednisolone, meron chẳng hạn, thì có vô hình chung các bạn làm cho cái phản ứng viêm của cơ thể nó giảm xuống. Những cái thuốc đó là những thuốc kháng viêm. Khi bạn làm cho phản ứng viêm của cơ thể giảm xuống thì cái khả năng diệt con virus nó sẽ giảm, và như thế thì virus nó sẽ sinh sôi nảy nở và làm cho cái bệnh của bạn ở giai đoạn sau nó sẽ nặng hơn nha. Như vậy thì chúng ta chỉ xài những cái thuốc điều trị triệu chứng thôi, và nếu mà chúng ta do dự về những vấn đề này thì chúng ta có thể tư vấn các bác sĩ hoặc là các dược sĩ. Và cuối cùng thì xin giới thiệu một số những cái điều trị đặc hiệu ở đây. Các bạn có thể thấy rằng là chúng ta có thể sử dụng những loại thuốc diệt virus. Sau này chúng ta có những cái nhóm thuốc diệt virus, thì những cái nhóm thuốc này ở những cái chủng mà như là Delta thì cái chỉ định nó khá là rộng rãi. Chúng ta sợ cái độc lực nó cao quá nên chúng ta sử dụng rất là rộng rãi. Tuy nhiên là những cái nhóm sau này, ví dụ như Omicron chẳng hạn, cái độc lực nó giảm xuống rồi thì người ta sẽ chỉ định chủ yếu cho những cái bệnh nhân mà có nguy cơ đó, như tôi đã nói hồi nãy ha. Ví dụ như là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, những người có triệu chứng ban đầu rất là nặng, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng. Còn những người trẻ khỏe như các bạn thì không cần thiết phải sử dụng những cái nhóm thuốc này ở trong giai đoạn này ha. Ngoài ra thì những cái thuốc khác như là corticoid thì chắc chắn là các bạn thấy rồi, Bộ Y tế nói là gì, ở giai đoạn chúng ta nhẹ không nên xài ha, chỉ có trung bình cho tới nặng trở lên, tức là cái những cái thuốc này phải là những cái thuốc do bác sĩ chỉ định, các bạn không tự động sử dụng. Những cái loại thuốc khác, ví dụ như những loại thuốc chống đông, những cái cục máu đông nó có thể hình thành, thì cái đó phải cho bác sĩ chỉ định cho chúng ta sử dụng. Như vậy thì ngoài ra còn có những cái nhóm thuốc như kháng sinh như đã nói rồi, chúng ta không nên sử dụng. Và chúng ta chỉ cần tập hít thở, ví dụ lỡ may mà ngày thứ 3, thứ 5 mà nó tổn thương phổi chút xíu thì chúng ta hít thở, tập hít. Chúng tôi có những cái clip đó, nếu các bạn muốn thì chúng tôi sẽ chia sẻ lại cho các bạn, để cho cái phổi của chúng ta nó đừng có bị xẹp.
Và chúng ta cứ ăn ngủ bình thường, chúng ta tập vận động bình thường, sinh hoạt như bình thường, thì cái cơ thể của chúng ta nó sẽ tăng cái sức đề kháng, sức miễn dịch lên. Và chắc chắn là gì? Chúng ta sẽ nằm trong cái nhóm mà những người gọi là tự khỏi bệnh, và không cần thiết phải có một cái ý kiến chuyên môn hay là điều trị gì cao cấp cả. Như vậy cái phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Tố Quyên với bài báo cáo rất là cụ thể, chi tiết. Và tôi nghĩ là bài báo cáo này cũng giải tỏa rất là nhiều nỗi lo cho các cán bộ giảng cũng như là các anh chị em sinh viên. Bởi vì là trong cái giai đoạn đỉnh dịch đó, thì cái triệu chứng nó quá nặng, thì và cho đến bây giờ thì triệu chứng bớt nặng hơn, nhưng người ta vẫn còn bị ám ảnh bởi cái giai đoạn đầu. Vì vậy thành ra là sau bài nói chuyện của bác sĩ Tố Quyên thì tôi nghĩ là đã giải tỏa rất là nhiều lo âu. Để tiếp theo thì chúng tôi xin trân trọng xin mời là bác sĩ Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Kim Quế. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Kim Quế hiện nay đang là phó giám đốc của Bệnh viện Thống Nhất. Trong thời kỳ đỉnh dịch thì là phụ trách điều hành của Bệnh viện Dã chiến Tân Bình. Ngoài ra thì đây là còn là một phẫu thuật viên về phẫu thuật lồng ngực, là phó chủ tịch của Liên chi hội phẫu thuật lồng ngực của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là rất rất nhiều việc và đa đoan, nhưng vẫn nhận lời hôm nay để đến báo cáo với cán bộ giảng của trường đại học Mở và các em sinh viên. Chúng tôi rất cảm ơn bác sĩ Đỗ Kim Quế. Sau đây bác sĩ Kim Quế nói đến cái đề tài mà tôi thấy là được rất rất nhiều câu hỏi, đó là đề tài về hậu Covid, hay chúng ta còn gọi là Covid kéo dài, long Covid. Bài của bác sĩ Quế sẽ là Covid kéo dài, cách tiếp cận hợp lý trong tình hình mới. Xin cảm ơn và xin mời. Xin cảm ơn Phó giáo sư Dung đã có cái lời giới thiệu. Xin chào quý thầy cô cũng như là các bạn sinh viên của trường đại học Mở đang theo dõi trực tiếp ở đây, cũng như là các bạn đang theo dõi trên nền tảng là online ở trên Zoom. Thì có lẽ là vấn đề Covid-19 thì chúng ta vừa được các báo cáo viên nói rồi. Gần 3 năm trời là Covid-19 hoành hành khắp thế giới. Nhưng ngày này năm ngoái, chúng ta đang lo lắng một số, gọi là một số chùm những trường hợp mà Covid xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sau đó là chúng ta bị phong tỏa, sau đó chúng ta bị quá trời là thương tích luôn. Thế còn ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu là trở lại cuộc sống bình thường rồi. Các em sinh viên được đến trường, thầy cô thì được giảng bài. Thế ngày hôm nay thì tôi cũng được mổ trong bệnh viện rồi. Rất là xin lỗi các em là các thầy cô là tôi đã đến muộn chút, tại vì phải mổ cấp cứu cái trường hợp bệnh nhân ở trong Bệnh viện Thống Nhất, đến đây trễ một chút xíu. Thế còn ngày hôm nay thì bây giờ thì cũng đã bước sang đến những cái phút đầu tiên của buổi chiều. Chắc là các em cũng rất mệt mỏi, các thầy cô cũng phải chuẩn bị vào cái giờ giảng của mình nữa. Tôi cố gắng là tôi nói thật là ngắn gọn về vấn đề hậu Covid. Thực ra thì vấn đề hậu Covid tôi không muốn dùng chữ hậu. Tại cái gì mà nghe nó cứ hậu nghĩa là có cái khúc ở đằng sau là người ta sợ dữ lắm. Bệnh xong mà thấy còn có cái hậu ở đằng sau nữa là mình lo ghê gớm. Cho nên người ta còn gọi là Covid kéo dài. Kéo dài nghĩa là sau khi Covid xong rồi nó còn tiếp tục nữa. Thì lúc bây giờ thì chúng ta cần phải lưu ý những cái gì. Thế đầu tiên thì mình phải nói là thế nào gọi là Covid kéo dài. Thông thường giống như cô Quyên hay cô Vân Anh vừa mới nói, Covid 5 ngày ủ bệnh, xong đó thì 5 ngày phát bệnh, xong rồi tự nó hết mất. Thế bây giờ nếu mà sau 10 ngày, sau 2 tuần mà không hết, thì lúc bây giờ mình phải tính cái chuyện là có khi nó kéo dài đây. Thế thì người ta định nghĩa là chừng nào nếu mà sau 12 tuần, nhưng mình nhớ là 12 tuần nghĩa là sau 3 tháng. 3 tháng rồi mà thấy 10 vẫn còn mệt mỏi, thì khả năng có thể là Covid nó còn dây dưa trong người mình. Nhưng mà chưa chắc đã phải là Covid. Thấy không? Mình phải nhớ là cái chuyện là mình có nhiễm Covid, nhưng mà những cái chuyện là bệnh của mình thì mình vẫn có. Đúng không? Nhưng mình vẫn có thể là bị gì? Bị lo lắng. Hôm nay là chuẩn bị đi thi, bài chưa học. Đúng không? Ngày hôm nay đến giờ giảng, nhưng mà giáo án lại chuẩn bị chưa xong. Đi ra ngoài đường không biết có tắc đường không. Thế cho nên là cái chuyện là hậu Covid có thực sự là do Covid hay không, hay là do những vấn đề khác, thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm nhiều hơn. Xin tiếp giúp ạ. Rồi thì chúng ta thấy là trong cái slide này thì chúng ta thấy rất là rõ là 1 tuần, 2 tuần đến 4 tuần, đó là Covid thông thường, hết 1 tháng nó phải hết.
Nếu mà từ 4 tuần cho đến 8 tuần, đến 12 tuần mà vẫn còn thì chúng ta phải nghi ngờ. Và sau 12 tuần vẫn còn triệu chứng, các em vẫn còn mệt, không tập trung tư tưởng được. Mình tối về mất ngủ, thở thấy bị thiếu hơi, thì lúc bây giờ là mình phải tính, coi chừng là hậu Covid. Xin tiếp tục ạ. Vậy thì hậu Covid nó có thể xảy ra ở đâu? Rất là nhiều thứ. Hồi nãy mình thầy có nói, về hậu Covid thì mình thấy là có thể nó xảy ra gì ở hệ hô hấp. Chúng ta biết Covid thì thông thường đi vào đường hô hấp. Cho nên khi vào đường hô hấp thì thế nào sau đấy cũng ho. Ho xong mà mãi không hết ho thì mình bảo là thế là hậu Covid rồi. Nhưng mà thực ra ngày xưa khi chưa có Covid, ở đây các em cũng bị cảm cúm đúng không? Các thầy cô cũng bị cảm cúm. Cảm cúm xong rồi có khi ho cả tháng, thậm chí là 3 tháng, 6 tháng không hết. Nhưng người ta không nói là hậu cúm. Người ta không lo chuyện đấy. Thế còn bây giờ người ta lo là đấy là hậu Covid rồi, tại Covid nó nằm ở trong đấy, nó làm hư mất phổi rồi, nó làm sơ phổi, làm nghẹt mạch máu. TV báo đài nói nhiều quá. Thế rồi gì? Chúng ta bị giãn cách, không có việc gì cả, bị nhốt ở trong nhà, không được đến trường. Nhưng mở điện thoại lên xem ở trên mạng, cô Quyên thì nói thế này, cô Vân thì nói thế kia, thầy Quế thì lại phán thế nọ, chả thấy biết là ai là hậu Covid, ai là bệnh phổi, ai là bệnh nền. Thế cho nên là cái chuyện đó là chúng ta cũng cần phải bàn thêm để xem là có đúng thật như vậy không. Rồi triệu chứng thứ hai liên quan đến hậu Covid mà rất rất là nhiều người bị, đó là vấn đề về tinh thần. Ai cũng lo lắng hết. Thầy hỏi là trong này các em sinh viên, em nào đã từng là F0 rồi, giơ tay thầy xem nào. Cao lên, cao nữa lên ngay nào. Quá trời luôn, thầy cũng F0 luôn. Không F0 thì là không F. Rồi, cảm ơn. Rồi, thầy hỏi thêm một câu nữa. Thế ai mà F0 xong rồi mà thấy mình là hình như có vẻ bị hậu Covid, giơ tay bên trái xem nào. Hình như cũng có nhiều nhiều người hậu Covid ghê ha. Rồi, xin cảm ơn. Đầu tiên là mình nghĩ mình hậu Covid trước, cho nên là hậu Covid thì phần đông mọi người đó là liên quan đến vấn đề tinh thần của mình trước. Tinh thần của mình nghĩ là Covid thì sẽ là hậu Covid, cho nên là vấn đề ở chỗ là chuyện số 1 là ở hệ thống hô hấp. Chuyện số 2 hô hấp là hậu Covid là gì? Là tinh thần mình. Mình lo lắng. Rồi cái gì nữa? Lo nhiều thì khó ngủ, tối nằm cứ lăn qua lăn lại. Hít thở mấy cái xem thở được không? Hiểu không? Thở mấy cái thấy vẫn chưa được thì hình như mình hậu Covid, cho nên là tư tưởng của mình là rất nhiều. Rồi kém tập trung tư tưởng, học bài hoài không thuộc. Hiểu không? Thì đấy là vấn đề là liên quan đến cái chuyện là hậu Covid. Thế bây giờ mình phải hiểu như thế nào về vấn đề đấy thì để mình sẽ có cách để phòng chống nó được tiếp tục nhiều hơn. Vấn đề thứ ba là dinh dưỡng. Hiểu không? Sau khi bị Covid xong thì thường làm sao? Tăng cân hay giảm cân? Tăng cân phải không? Bao nhiêu em tăng cân, giơ tay thầy coi nè. Trời ơi, có một em hả? Vẫn ốm nhom kia mà tăng cân hả? Rồi, người còn slim nữa kia mà. Rồi, tăng cân là vì gì? Tăng cân là vì mình bị trầm cảm nữa, mình suy nghĩ nhiều. Mấy người trầm cảm là bao giờ cũng béo phì thừa cân hết. Mình lo lắng quá. Rồi gì nữa? Mình không có đi vận động được, bị nhốt ở trong nhà. Nhớ không? Cô Thư nói là ở trong cái phòng gì mình kín ấy, nhớ không? Cách ly lại. Hồi nãy nói mình chui cái phòng nó đóng cửa lại, đi quanh quanh đâu được, lên cân luôn. Rồi, lên cân thì nó sinh ra rất là nhiều bệnh. Thế thì người ta mới nhận thấy là gì? 58, nghĩa là khoảng 60% những trường hợp mà hậu Covid là liên quan đến chuyện mệt, nhớ không? Mệt quá, xong là thấy mệt. 44% liên quan đến gì? Thần kinh, nhức đầu, kém tập trung, ngủ ít. Thì mình thấy là quanh quẩn đâu đó là nằm ở chỗ đó. Rồi đến cái chỗ mà bệnh lý về hô hấp các thứ thì nó đâu khoảng 20-30%. Để mình nhìn thấy rằng là gì? Cái số hậu Covid ở các cơ quan là nó có ở tất cả mọi nơi. Xin tiếp chú hộ. Tiếp chú hộ. Vâng. Thế thì đây là các cái biểu hiện thông thường nhất của hậu Covid chúng ta thấy nha. Nếu mà xem ra thì thầy đây cũng bị hậu Covid luôn. Nhớ không? Mệt mỏi là 55%, khó thở 38%, ho là 34%. Nhưng mà đừng sợ ba cái chuyện này. Rồi mất mùi nha. Chủng Delta mất mùi nhiều. Cô Quyên nói bây giờ Omicron không có ai mất mùi hết trơn á. Mùi vẫn thở như bình thường. Ngửi mùi nước hoa của cô Dung là biết cô Dung liền. Rồi xin tiếp giúp họ. Rồi xin tiếp giúp họ. Lại tiếp. Rồi thế bây giờ một bệnh nhân bị hậu Covid thì mình cần phải chú ý cái gì? Nha, ở đây các em thanh niên chắc ít bị. Nhưng các em phải có cha, có mẹ, có ông, có bà.
thôi mình biết một chút, về tư vấn cho bà nội, tư vấn cho ông ngoại. Nhiều khi ông bà lo lắng quá, thì mình thấy là gì? Hô hấp tim mạch là hai cái chỗ quan trọng nhất. Lý do tại sao? Virus đi theo đường hô hấp vào, virus làm tăng cái chuyện là đông máu, cho nên dễ bị dẫn đến những cái chuyện này. Chúng ta biết là tuổi cao, cô Quyên thì nói 50 tuổi là thầy rớt vào trong nhóm đó, cô Vân Anh thì yêu ái thầy hơn, nói là 65 tuổi mới bị. Rồi may quá cô Dung chưa đạt 65 tuổi, chưa có nguy cơ cao, khỏi lo gì, cười rất tươi. Còn các em thì còn rất rất là lâu nữa mới sợ đến chuyện là nguy cơ về Covid. Cho nên là vấn đề là tuổi cao, rồi vấn đề về tim mạch. Ai mà cao tuổi thì cũng bị huyết áp. Thầy chắc chắn là cái chuyện là trên 65 tuổi thì huyết áp là chắc chắn. Rồi đái tháo đường, người Việt Nam mình bây giờ cỡ vào khoảng chừng 40% là đái tháo đường mất rồi. Cứ nhìn ở trong này hai người nhắm một người xách lên đái tháo đường chắc chắn bị luôn. Thừa cân mình cũng rất là nhiều. Bây giờ phong trào là chị em đi giảm cân thì nó cũng đỡ hơn một chút. Cho nên là các cái yếu tố về các cái cơ quan trong cơ thể thì mình lưu ý họ là gì? Có khó thở không? Có bị nhức đầu không? Có bị tim mạch hay không? Thì để biết được có bị hậu Covid hay không thì chúng ta cần phải gì? Chúng ta cần phải tìm đến một ông bác sĩ khám các cái chuyên khoa. Chỉ cần bác sĩ đa khoa được rồi, không nhất thiết phải tìm bác sĩ tim, không nhất thiết phải tìm bác sĩ phổi, thật là chuyên sâu làm gì. Thế nhưng ai mới là người cần phải đi tìm hiểu chuyện đấy? Xin tiếp họ. Vâng, đấy. Rồi, thế thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá bệnh nhân một cách toàn diện. Nhưng mà chỉ đánh giá những ai? Những trường hợp bị nặng. Lưu ý là kể cả trong cái giai đoạn chúng ta bị nhiễm Omicron, nhiễm Delta, bệnh nhân nặng dưới 10%. Chúng ta nhớ vậy nha, dưới 10% mới bị nặng. Nhưng mà hồi đấy là mình gì? Mình phải tập trung, tại mình sợ lây nhiễm khắp nơi vì chúng ta chưa chích ngừa. Cho nên chính vì cái chuyện tập trung cho nên là chúng ta mới bị hậu Covid nhiều. Xin tiếp giúp họ. Rồi, xin tiếp luôn. Rồi, thế bây giờ mình quay trở lại cái này. Ngày xưa đây, các em nhớ tháng 7 năm 2021 kinh khủng. Các bệnh viện dã chiến ra đời hàng loạt. Xin tiếp giúp họ. Rồi, mình nhìn đây là hầm giữ xe này, hầm để xe trong chung cư biến thành khu hồi sức, ghê không? Vô đây mà không bị hậu Covid sau đó mới là lạ. Thầy là bác sĩ, thấy người ta chết thường ngày mà vô đây còn sợ, huống hồ là người dân bình thường. Rồi, xin tiếp với chú bộ. Bệnh nhân này gắn máy tùm lum đầy người hết trơn, ra không còn cái chỗ nào mà lành lặn hết, làm sao mà không hậu Covid cho được. Rồi, xin tiếp chú bộ. Nằm sấp, nằm ngửa, rồi lên trên phòng, 4-5 người nằm cái phòng nhỏ xíu này làm sao tập thể dục được. Xin lỗi chứ còn bây giờ không phải Covid, nhưng chỉ cần gì? Chỉ cần mấy cái con vi trùng thường ở trong miệng cũng đủ gây bệnh rồi. Nhưng em về nhà em quen rồi, không sao, không ai quýnh mình hết. Nhưng thầy về nhà em là các em đuổi ra liền. Nhưng con vi trùng ở trong người mình, nó là của mình hiểu. Nó không gây bệnh, không quýnh nhau. Nhưng con vi trùng của người hàng xóm nhảy sang bên nhà mình là nó gây bệnh. Rồi xin tiếp giúp họ. Rồi tiếp giúp họ. Mình nhìn thấy đây, bà con sau khi mà được điều trị cách ly của Covid, cô Quyên cho Monupiravir uống xong đi về, đi lớp lớp thế này. Thử hỏi từ ở cái chỗ mà ghê gớm như thế đi về làm sao không tâm lý. Xin lỗi chứ về nhà mình, ông lại còn hỏi giấy tờ mới được vô nhà. Chắc chắn, xin tiếp chú ạ. Không mệt mới lạ, đây bệnh nhân của thầy. Từ ở bên nhà quay video gửi sang cho thầy. Bác sĩ ơi, em như thế này, nói đây, thở không lên hơi, hậu Covid rồi, trường hợp này thì phải làm sao? Phải tìm đến bác sĩ để bác sĩ chữa. Nhưng lúc bấy giờ không phải ai cũng ra đường được, thầy ra còn bị nhốt lại đó. Rồi xin tiếp giúp. Rồi, đây mình nhìn nè, muốn đi đâu phải dễ. Các em nhìn thấy, đây ban đêm nè, đường phố vắng quanh, thầy đi đó, thầy chạy xe, xe của thầy nè, không có bóng người. Bây giờ thì đường tắc đường quá trời luôn. Thầy hồi nãy đi từ bệnh viện ra đây lấy xe còi hụ đi mới tới kịp, nhưng nếu không là cũng không kịp được. Rồi ban ngày đây chỉ còn có gì tình nguyện viên của cô Quyên, của cô Vân Anh đi giúp người bệnh thì mới đi được ngoài này thôi, chứ còn người thường là không đi được. Chạy xe từ Thủ Đức mà về đến bệnh viện Thống Nhất đi mất có 10 phút thôi, nhưng bây giờ là đi mất hơn một tiếng. Cho lúc đấy đi là cực kỳ thoải mái nhưng mà buồn vô cùng. Rồi xin tiếp.
Rồi, mình có cô Dung mở tổng đài 1022 hỗ trợ cho người dân hậu Covid vô cùng nhiều. Rồi, xin tiếp giúp họ. Thế không? Gọi điện thoại tới nơi. Đây, gọi điện thoại. SPO2 bao nhiêu? Cô Quyền nói dưới 94 là nguy hiểm. Đây, 96, không sốt. Rồi, tốt, ok, thành công rồi. Sắp hết bệnh rồi, đừng sợ nữa. Cho chạy giúp họ. Đây, ông này người Ấn Độ. Nhớ không? Trưởng đại diện của một hãng thuốc rất nổi tiếng Ấn Độ. Đang cung cấp rất nhiều thuốc cho các bệnh viện. Cả nhà bị Covid. Covid xong, hậu Covid. Rồi, mình cũng giúp cho bệnh nhân. Nhớ không? Cho nên là không phải trường hợp nào cũng thành hậu Covid, nhưng mà tinh thần là quan trọng. Nếu mình hiểu được ai là người có dễ bị hậu Covid thì lúc đó mình mới sang suy nghĩ tới cái chuyện là mình cần làm gì. Xin tiếp giúp họ. Rồi, thế bây giờ chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta phải tư vấn. Nhớ không? Các em về nhà tư vấn cho người nhà của mình. Nhớ, nếu mà khó khăn, bây giờ thì hết mất tổng đài 1022 rồi. Nhớ không? Thôi gọi cho cô Quyên, còn không gọi cho thầy cũng được. Số của thầy dễ nhớ. Nhớ không? Có thể lưu cũng được. 08129 14298. Rồi, xin tiếp. Nếu bệnh nhân làm sao? Bệnh nhân chỉ có lo lắng thôi. Phần đông là bệnh nhân do lo lắng. Chúng ta cố gắng tư vấn để đừng lo nữa. Rồi, không sao đâu ông. Rồi, cho ông chạy cái hình chút. Nhớ không? Ông vẫn ngồi thoải mái. Nhớ không? Thôi được rồi, những trường hợp này gì? Mình không cần phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện làm gì. Nhớ, mình tư vấn, mình giải thích. Cái này không sao, tập hít thở cho tốt, ăn cho đủ chất. Đặc biệt là gì? Uống thuốc chữa bệnh nền. Ông có huyết áp, ông uống thuốc huyết áp cho đủ. Nhớ, ông có tiểu đường, uống thuốc tiểu đường cho đủ. Các em sinh viên không phải uống thuốc, chịu khó gì. Nhớ, tập thể dục, học bài. Rồi, nếu mà bệnh nhân mệt hơn, nhớ, giống như cái ông hồi nãy thì gì sao? Mình tư vấn là kiếm cái máy tạo oxy, thở oxy ở nhà để đỡ vào bệnh viện. Rồi, ông này làm sao? Ông này khó thở, mệt quá, nhớ không? Cần phải đến bệnh viện, gặp bác sĩ thôi. Giai đoạn này thì mình dễ rồi, có thể tới bệnh viện được. Nhưng không phải ai cũng nên đến bệnh viện. Đi ra ngoài đường nắng nóng, đi ra ngoài đường tắc đường, khói bụi. Cho nên chỉ những trường hợp thật cần thiết hẵng tới bệnh viện. Xin tiếp giúp hộ. Nhớ không? Đấy, giống như ông này thì thôi chắc chắn là phải đi bệnh viện rồi, nằm thở không được. Nhớ không? SPO2 rớt xuống rồi. Nhớ không? Còn có 87, 86, 87. Rồi thôi ông ơi, làm ơn đến bệnh viện nhanh, không thì không cứu được. Rồi, xin tiếp giúp họ. Nhớ không? Thế nếu mà bệnh nhân nặng đến bệnh viện thì phải có những bệnh viện để chữa vấn đề hậu Covid. Nhờ hậu Covid là không phải do Covid, mà hậu Covid chủ yếu là gì? Chủ yếu là do bệnh nền của mình không được chữa tốt. Nhờ bệnh nhân bị nghẹt mạch máu não, không được thông mạch. Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, không được chữa, không được nong, không được đặt stent, không được uống thuốc thì sẽ dẫn đến biến chứng. Xin tiếp giúp họ. Cho nên khi mà vào bệnh viện nha, thì hầu hết các bệnh viện bây giờ đều có cái khoa để chữa cho những bệnh nhân mà hậu Covid. Xin tiếp giúp họ. Nhớ không? Bệnh nhân vào viện sẽ phải kiểm tra, giai đoạn trước phải mặc áo bảo hộ. Bây giờ không bệnh viện nào còn mặc áo bảo hộ nữa. Nhớ, chỉ cần đeo khẩu trang là được rồi. Nhớ không? Đây giống như bên này. Nhớ, mình đeo khẩu trang rồi. Xin tiếp họ. Cái chuyện quan trọng nhất trong vấn đề hậu Covid có lẽ là chúng ta cần phải lưu ý là gì? Đó là vấn đề dinh dưỡng và vấn đề tập luyện. Xin tiếp giúp họ. Rồi, vật lý trị liệu vô cùng quan trọng. Chuyện số 1 theo thầy đó là gì? Theo tôi đó là chúng ta cần phải hiểu được không phải ai cũng bị hậu Covid. Mình hiểu được cái chuyện đó thì mình sẽ đỡ được cái chuyện lo lắng. Chuyện thứ hai là gì? Chúng ta phải bảo đảm chữa bệnh nền của mình cho tốt. Chuyện thứ ba là gì? Bảo đảm dinh dưỡng cho tốt, ăn cho đầy đủ. Và chuyện thứ tư là tập luyện cho tốt. Nhờ các em chịu khó tập thể dục. Sáng ra tập thể dục một chút, đừng có dậy trễ quá. Nhờ vội vàng chạy đến trường không tốt. Xin tiếp giúp họ. Nhờ. Còn với những người mà lớn tuổi một chút, nếu mà có bệnh, nhờ không, thì chúng ta cũng cần phải phục hồi chức năng cho tốt. Nhờ. Bệnh nhân có thể gì? Nhờ không? Thôi bây giờ mệt quá, mình ngồi mình tập lên tập xuống thì khó, nhưng có cái máy được thì tốt. Nếu mà chúng ta chịu khó vận động, chúng ta chịu khó tập luyện thì nó sẽ có cái sức đề kháng tốt hơn. Vấn đề quan trọng nhất là sau khi mà dịch bệnh đã kiểm soát được khá ổn định như bây giờ thì chúng ta cần phải gì? Chúng ta cần phải có một cơ thể cường tráng. Nhớ không? Mà cơ thể cường tráng thì chúng ta mới có gì? Có tinh thần minh mẫn. Và tinh thần minh mẫn thì chúng ta mới gì? Chúng ta mới học, chúng ta mới làm việc tốt được. Và tinh thần minh mẫn thì chúng ta mới gì? Chúng ta mới gọi là
chọn lựa cái cách xử lý phù hợp với mình. Đừng ngồi mà nghĩ là mình bị Covid rồi mình sẽ thành hậu Covid, không phải chuyện đấy. Còn giai đoạn này chúng ta sẽ phải đi học, chúng ta sẽ phải đi làm, chúng ta không còn thời gian để nghĩ hậu Covid nữa. Cho nên ở các bệnh viện thì hiện tại, trong giai đoạn hiện tại thì bệnh nhân hậu Covid của các bệnh viện là giảm đi rất là nhiều rồi. Nếu mà cách đây khoảng 3 tháng, như lúc Tết thì hậu Covid còn rất nhiều. Tại vì lúc bây giờ vẫn chưa đi làm, vẫn chưa đi học. Còn bây giờ các bạn đi học hết, thầy cô cũng phải đi dạy học, các em đi học, người công nhân đi làm, bác sĩ cũng phải đi làm việc. Thì cái chuyện là mình không có thời gian để mình nghĩ đến cái chuyện là mình có hậu Covid hay không. Thế nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chủ quan. Vẫn phải lưu ý hộ là bệnh nền phải chữa cho tốt, dinh dưỡng phải đầy đủ, và gì? Và thể dục thể thao để chúng ta có cái sức đề kháng tốt. Chúng ta sẽ không phải là để phòng Covid không, mà chúng ta phòng tất cả những cái bệnh lý khác. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị đại biểu và các bạn. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Quế rất nhiều. Xin mời Phó Giáo sư Quế sẽ chúng ta ngồi vào bàn tọa đàm. Xin mời các báo cáo viên cô Quyên và cô Vân Anh. Kính thưa quý thầy cô của trường Đại học Mở đang tham gia chương trình, thưa toàn thể các em sinh viên đang tham gia trực tiếp tại đây và đang tham gia trực tuyến. Chúng tôi có nhận được một số những cái câu hỏi đã được các em gửi trước khi nghe các bài báo cáo, và sau đó thì có một số câu hỏi bổ sung. Nhưng mà nhìn chung đó thì các câu hỏi mà xoay quanh vấn đề hậu Covid là nhiều nhất, chiếm 80% cái tổng số câu hỏi. Thứ hai nữa đó là các câu hỏi này nó rất là phù hợp với cái tình hình hiện nay, là bởi vì các bài báo cáo mà các thầy cô vừa qua có báo cáo cho các em là gần như là ôn lại tất cả những cái diễn biến từ lúc mà có Covid cho đến là điều trị như thế nào và xử trí như thế nào cho đến bây giờ là tình hình hậu Covid. Nhưng mà tất cả những cái ôn lại đó đó hiện nay đó là không phải là cần phải ứng dụng nữa. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng những kiến thức đó là những kiến thức cơ bản để các em biết, để các em có thể chia sẻ lại với gia đình, với bạn bè. Cái mà chúng tôi muốn tập trung ngày hôm nay đó là những cái vấn đề mà chúng ta tiếp tục đối phó với cái dịch Covid mà đang còn, mặc dù rất ít trong cái tình hình mà chúng ta đang trở lại cuộc sống bình thường mới như thế nào. Và cái thứ hai nữa là vấn đề hậu Covid. Vì vậy, tất cả những câu hỏi mà gửi đến chúng tôi không thể trả lời từng câu được. Bởi vì nếu như trả lời từng câu thì sẽ rất kéo dài thời gian. Và có những câu là cái ý trả lời nó sẽ hơi giống nhau. Với cái vị trí vai trò là điều phối cái chương trình talk show đó, thì tôi sẽ gom lại là ba cái dạng câu hỏi chính và xin hỏi các báo cáo viên hôm nay, để xin mời các báo cáo viên sẽ trả lời tập trung vào các dạng câu hỏi đó. Cái thứ hai nữa đó là sau khi mỗi báo cáo viên trả lời đó thì các thành viên trong cái talk show của chúng ta có thể bổ sung nếu chúng ta thấy có những ý gì khác bổ sung. Cái câu hỏi đầu tiên xin dành để mà mời cô bác sĩ Vân Anh. Thì ở đây đó thì tôi thấy có cái câu hỏi mà chúng ta cũng nên lưu ý, mặc dù hiện nay là Omicron là nhẹ hơn rất nhiều rồi, đó là khi phát hiện bị Covid thì chúng ta nên làm gì đầu tiên và cần chuẩn bị những gì. Thì từ cái câu này tôi cũng xin hỏi thêm một câu để cô Vân Anh phối hợp trả lời luôn, đó là nếu như mà chúng ta đã bị rồi, rồi chúng ta sẽ bị tái nhiễm một lần nữa, thì cách xử lý có giống như cách mà chúng ta xử lý lần đầu tiên hay không? Xin mời cô Vân Anh. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung về phần câu hỏi đã tóm tắt từ ý kiến của các bạn sinh viên. Thì trước hết là chúng ta bị nhiễm Covid, cho đến bây giờ tôi nghĩ là các bạn sẽ không có cái hoảng loạn của thời kỳ cách đây một năm đâu. Nhưng mà chúng ta xác định rằng trước hoặc sau chúng ta đều có thể bị nhiễm Covid là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, đây là một bệnh lây, do đó việc đầu tiên chúng ta phải đảm bảo hai vấn đề là không lây cho người khác tiếp theo, và làm sao cho chúng ta sức khỏe của chúng ta được bảo toàn ở mức tốt nhất.
Do đó thì các bạn thấy là như vậy thì đầu tiên là mình khi mình biết là mình bị lây nhiễm rồi thì mình cố gắng trong cái điều kiện có thể tạo một cái không gian riêng, cái không gian cách ly riêng của mình để hạn chế lây nhiễm. Và cái nguyên tắc là tất cả những cái vật dụng mà chúng ta sau khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải bỏ nó vào trong một cái túi ni lông kín trước khi mà mang ra ngoài khỏi phòng của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên trần nước sôi, tức là làm những cái biện pháp mà làm sao cho những cái vật mà chúng ta sử dụng rồi thì không lây nữa. Đó là cái cách ly để mà không lây lan cho người trong nhà. Chuyện thứ hai là có dùng thuốc hay không. Thì các bạn đã có kiến thức rồi thì chúng ta sẽ có cái hành vi và ứng xử phù hợp. Nếu chúng ta không nằm trong nhóm nguy cơ, chúng ta không có bệnh nền, chúng ta không béo phì, chúng ta bình tĩnh theo dõi SpO2 như là cô Quyên đã hướng dẫn, và tập thở rất sớm, tập thở ngay từ đầu khi mà chúng ta vừa mới phát hiện chúng ta có nhiễm COVID. Và cái việc này nó sẽ kéo dài và duy trì trong vòng 2 tháng liên tiếp để chúng ta bảo vệ cái phổi chúng ta. Mặc dù Omicron nó chủ yếu là tấn công ở đường hô hấp trên, như cô Quyên vừa mới nói với các bạn, tức là từ hầu họng amidan chứ nó ít nó xuống phổi, nhưng mà cái việc tập thở chúng ta vẫn nên duy trì trong vòng 2 tháng. Sau đó thì chúng ta theo dõi coi chúng ta có những cái biến chứng, chúng ta có những dấu hiệu nào hay không. Nếu chúng ta thấy là SpO2 tụt hoặc là những cái dấu hiệu cảnh báo thì chúng ta sẽ đi đến các bệnh viện nào mà gần nhất để chúng ta tiếp cận với lại y tế và được đánh giá. Thì đó là những cái việc mà chúng ta nên làm. Tái nhiễm thì hiện nay đó thì có rất là nhiều cái thời điểm mà có thể là thông thường thì người ta nói là cái kháng thể sau khi nhiễm một lần đó, nó có thể nó tồn tại khoảng 3 tháng. Có nghĩa là sau 3 tháng thì mới tái nhiễm. Tuy nhiên có những cái bệnh nhân hoặc là những nhân viên y tế của chúng tôi quan sát là thấy có những người trong vòng 2 tháng thôi đã bị tái nhiễm lại. Thì cái vấn đề tái nhiễm nó cũng do hiện giờ rất là nhiều là lý do để giải thích. Một là do làm việc trong môi trường có nồng độ siêu vi cao. Ví dụ như chúng tôi làm trong bệnh viện, làm trong các khoa hồi sức, thì các anh chị đó có thể bị tái nhiễm ở thời gian khá là ngắn. Hoặc là chúng ta cơ thể chúng ta đang cái hệ thống miễn dịch chúng ta đang có một cái vấn đề gì đó và nó lại bị tiếp xúc với lại bệnh nhân, cho nên là có thể tái nhiễm. Thì cái việc tái nhiễm, thứ nhất chúng ta cũng sẽ ứng xử là chúng ta cũng không có gì hoảng loạn, bởi vì chúng ta biết rằng kháng thể tạo được sau khi nhiễm tự nhiên nó không kéo dài. Do đó việc tái nhiễm là việc đương nhiên có thể xảy ra, cũng không nên hoảng loạn. Và các bạn cũng những cái lần sau thì chúng ta có thể là chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, thì chúng ta cái vấn đề mà dự phòng không có lây chéo cho người trong gia đình và các vấn đề dùng thuốc thì nó cũng gần như tương tự như những lần đầu. Tuy nhiên cái việc mà thường là bệnh nhân sẽ đối diện với cái tâm lý là hơi hoảng một chút, là bây giờ ủa sao tôi bị rồi mà còn bị lại lần nữa. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi, không có gì mà các bạn phải lo lắng. Thì đó là những cái theo cái ý kiến góc nhìn của tôi chia sẻ. Thì trân trọng kính mời quý thầy cô có ý kiến. Xin cảm ơn bác sĩ Vân Anh. Tôi thấy là cô Vân Anh đã trả lời gần đủ hết rồi đó. Cái câu hỏi mà tái nhiễm đó thì cái này xảy ra ở trong trường hợp là có những người đã bị mắc trong cái thời kỳ Delta, rồi đến Omicron thì lại bị một lần nữa thì là bị nhiều hơn và hầu hết là không có triệu chứng. Ở đây cô Vân Anh có nhắc đến đó là chúng ta phòng ngừa để đừng có lây lan trong cho những người trong gia đình, tôi cũng nhất trí thôi. Nhưng mà thật ra đó là hầu hết khi mà đợt Omicron này thì bị thì cả nhà bị hết. Thành ra có xảy ra những trường hợp là F0 săn sóc F1 thay vì F1 săn sóc F0, đúng không? Trong nhà 10 người hết 9 người là F0, còn một người F1 thì nhốt người F1 đó vô trong phòng thì đúng hơn. Thì F0 sẽ nấu đồ ăn bỏ trước cửa. Cái đó là tôi bổ sung để đùa thôi. Nhưng mà cũng nói với các em để các em yên tâm.
cũng có một cái câu hỏi đó cô Vân Anh, là tại sao lại có người bị nhiễm tới 2-3 con, còn có người không bị nhiễm hết? Câu này rất là mơ hồ. Hiện nay mọi người đang có một cái câu hỏi mà nói chung trong ngành y chúng tôi đùa đó, là sau khi mọi người F0 hết rồi thì bắt những người F1 nhốt lại và cho nghiên cứu, tại sao lại không bị? Đó là những cái mà chúng tôi có những cái không thể giải thích được. Tuy nhiên hồi nãy cô Vân Anh có nói đó, nếu như mà chúng ta đã nhiễm rồi mà chúng ta ỷ y, có nghĩa là nhiễm rồi thì thôi không cần đề phòng nữa, là cứ tiếp xúc thoải mái, biết là người kia bị F0 nhưng mà tôi nhiễm rồi, tôi vẫn ngồi chơi, vẫn ăn uống, không đeo khẩu trang, thì cái khả năng chúng ta có thể nhiễm lại. Thành ra là các em sẽ lưu ý cái điều đó. Xin cảm ơn cô Vân Anh. Vì thời gian không có, thành ra là tôi biết là các thầy cô này cũng còn nhiều điều chia sẻ về câu hỏi này, nhưng mà tôi xin phép bước qua câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai cũng không kém phần quan trọng, là trong thời gian vừa qua đó, khi mà nhiễm cái đợt mà Delta rất là nặng đó, thì hầu hết đều có sự can thiệp của nhân viên y tế, hoặc là các bác sĩ tư vấn qua tổng đài, hoặc là các bác sĩ mà tổ y tế từ xa và rất nhiều. Nhưng đến cái đợt Omicron này đó, thì hầu hết là tự điều trị, tự tìm ra cái cách để mà bảo vệ mình. Thì trong cái tự đó có nhiều cái, hỏi bạn bè uống thuốc làm sao, lấy nguyên toa thuốc đó uống, hoặc đi ra tiệm thuốc tây nói tôi bị nhiễm, đưa luôn cái que mà thử có hai vạch đó, rồi tiệm thuốc tây cho một cái toa thuốc, hoặc là không toa, một bao thuốc đem về uống. Rồi nói chung là nhiều cách. Thì ở đây đó, cái câu hỏi đặt ra mà tôi thấy tổng hợp lại đó là điều trị Omicron bây giờ là như thế nào, và những cái thuốc mà điều trị virus đó thì có tác dụng như thế nào, có nghĩa là sẽ sử dụng như cách nào. Và ở đây có một câu hỏi của một thầy cô là cái ivermectin đó, hiện nay người ta nói rất nhiều là điều trị Covid cũng như hậu Covid, thì nó có tác dụng hay không. Thành ra xin cho cô Quyên cho một câu trả lời tổng quát về vấn đề này. Xin cảm ơn. Thường thì cái như cái phần trình bày của tôi thì các bạn thấy rằng là cái giai đoạn đầu tiên trong tuần lễ đầu hầu như là chúng ta không có điều trị gì đặc hiệu hết. Sốt thì chúng ta hạ sốt, đau họng thì chúng ta uống thuốc giảm đau, uống thêm những cái loại vitamin này nọ kia. Nhưng mà trong cái giai đoạn đầu đó thì chúng ta trong cái biểu đồ các bạn thấy đó là cái giai đoạn mà virus nó tăng sinh, nó phát triển, đúng không nào? Mà virus mà tăng sinh phát triển càng nhiều á thì cái nguy cơ á mình diễn tiến nặng có thể xảy ra, hoặc là nguy cơ mà bị hậu Covid á, người ta cũng đã chứng minh được rồi là cái tải lượng virus ở trong máu nó có thể có gây ra cái nguy cơ bị hậu Covid nặng. Đó, thành ra là nếu mà con virus mà nó dữ quá, ví dụ như thời kỳ Delta chẳng hạn đó, thì khi chúng ta có những cái thuốc mà diệt virus như là monopiravir đó ha, hoặc là một số những cái loại thuốc bộ y tế cho chúng ta là monopiravir và favipiravir dạng uống đó, thì nếu chúng ta sợ quá thì chúng ta có thể uống, nhưng mà chúng ta phải theo những cái chống chỉ định, ví dụ như monopiravir hoặc là favipiravir thì chỉ sử dụng cho những người trên 18 tuổi là một. Cái thứ hai nữa là chúng ta không nên sử dụng cho phụ nữ có thai ha, hoặc là những người có dự định sẽ có thai trong vòng 3 tháng kế tiếp. Tức là gì? Nếu chúng ta uống cái thuốc đó thì chúng ta nên có những cái biện pháp tránh thai trong vòng 3 tháng kế tiếp. Tức là trước hết mình nhớ những cái chống chỉ định ha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nhớ tới những cái tác dụng phụ. Tác dụng phụ có thể là gì? Nó có thể làm tăng men gan. Thì những người mà có những cái bệnh gan mà tiềm tàng, những người mà có những cái bệnh nền mà tiềm tàng đó, mà có thể suy giảm cái chức năng gan, thì chúng ta phải lưu ý một cái xíu. Một số những cái tác dụng phụ khác hiếm gặp, ví dụ như là rối loạn về thần kinh, thì bản thân tôi thì cũng chưa thấy bệnh nhân nào có những vấn đề đó, nhưng mà trong sách vở thì cũng có nói. Như vậy thì những cái tác dụng phụ đó thì chúng ta phải lưu ý. Còn đối với một cái thuốc mà hiện tại trên thị trường mà thế giới có rất là nhiều, và ở Việt Nam chưa có, đó là cái Paxlovid đó, thì chúng ta lại lưu ý thêm một cái nữa là cái Paxlovid đó thì lại có thể sử dụng được cho trẻ em trên 12 tuổi, trên 40 kg, nhưng mà nó có rất là nhiều những cái tương tác thuốc. Thành thử ra là khi mà các bạn sử dụng những cái loại thuốc mà diệt virus đó, thì tôi nghĩ là tốt nhất là các bạn phải hội ý tối thiểu là các dược sĩ
ha, hoặc là các bác sĩ. Rồi về phần là hiệu quả của thuốc như thế nào, thì người ta nhận thấy rằng là dạ, nó có thể cải thiện được giảm được cái khả năng nhập viện á. Lúc đầu á, lúc mà thuốc mới ra đó, thì các công ty nó thông báo là có thể giảm được cái khả năng nhập viện hoặc là giảm được cái khả năng chuyển bệnh nặng á, có thể lên tới 80%. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng khoảng 3 tháng á, thì thấy các cái những người sử dụng báo cáo lại thì cái hiệu quả nó giảm xuống chỉ còn có 50 hoặc là 30% thôi. À, như vậy thì chúng ta phải cân nhắc, bây giờ hiệu quả là như vậy, tác dụng phụ là như vậy, giờ vấn đề là chúng ta có phải là những nhóm người có là nguy cơ hay không. À, thì ở trong cái giai đoạn này chúng ta biết là con Omicron nó có hoành hành, thì chủ yếu nó hoành hành ở cái khu vực tai mũi họng là chính, chứ nó mới đi ra những cái nơi nhiều khác. Và cái hậu Covid đối với Omicron dường như là nó cũng giảm rất là nhiều rồi đó. Thì ở giai đoạn này thì chúng ta nên chọn lựa những cái đối tượng mà có thể có những cái nguy cơ bị diễn tiến nặng. Ví dụ như đã nói kịch bản, các bạn thấy những người lớn tuổi nè, trên 65 tuổi, trên 50 tuổi, những người có bệnh nền ha. À, những người có bệnh nền nhưng bạn lưu ý là có chống chỉ định sử dụng những thuốc đó hay không thì chúng ta cũng phải xem lại. Và những người chưa chích ngừa, có nhiều người đến giai đoạn này vẫn chưa chích ngừa mũi nào cả, thì chúng ta phải nên cho bệnh nhân uống. Hoặc là những người béo phì, có một cái chỉ định đó, nó tương đối là hơi bị rộng một tí xíu, là có một số người là 1-2 ngày đầu á, cái triệu chứng nhiễm siêu vi nó rất là rầm rộ và bệnh nhân chịu không nổi. Thì nếu mà đặc biệt là những cái thuốc này là các bạn phải uống rất là sớm ha. À, khi các bạn vừa mới bị nhiễm virus là các bạn vừa mới có triệu chứng là các bạn nên uống liền. À, và nếu mà các bạn uống mà sau 3 ngày á, thì cái hiệu quả của nó giảm xuống rất là nhiều. Đó. Nên những người mà ngay từ giai đoạn đầu mà triệu chứng rất là rầm rộ mà mình chịu không nổi, mặc dù là nó không thể nào đi ra những nơi khác, thì chúng ta cũng có thể xem xét cho uống nếu mà không có chống chỉ định. Đó, đó là cái hiệu quả của nó. Bây giờ ngoài ra thì những cái loại thuốc khác đó là giai đoạn sớm, chúng ta có thể uống những loại đó. Nhưng mà nếu mà đến bước qua giai đoạn mà chúng ta bắt đầu giảm oxy máu hay là gì đó, thì chắc chắn là các bạn phải tìm bác sĩ thôi. À, các bạn có những triệu chứng trở nặng như lúc nãy tôi đã trình bày, ví dụ như hụt hơi, ví dụ như có... ví dụ như là tức ngực hoặc là ho ra máu hay gì đấy, thì chắc chắn các bạn phải nên tìm bác sĩ và các bạn không nên tự điều trị. Như vậy thì chỉ có duy nhất cái thuốc diệt virus là có hiệu quả cho tới thời điểm này. Trong giai đoạn đầu thì do cái sự hoảng loạn nên một số những tác giả người ta đưa ra những cái thuốc mà người ta thấy là nó có thể làm giảm được cái tải lượng virus. Ví dụ như là ivermectin, có một thầy cô hỏi là cái ivermectin thì đây là một cái thuốc mà diệt sáng lãi. Thì thực sự ra nếu mà sử dụng cái thuốc diệt sáng lãi này thì bạn có thể đối phó với một cái tác dụng phụ khá là thường gặp đó. Chúng ta chưa thấy hiệu quả đâu, nhưng mà chúng ta thấy một cái tác dụng phụ rất là thường gặp, đó là cái rối loạn tiêu hóa rất là nhiều. Và phần lớn những bệnh nhân mà buộc lòng phải diệt những cái con giun, ví dụ như giun lươn chẳng hạn á, thì cái sử dụng cái liều á, nó chỉ bằng một nửa cái liều mà diệt virus mà những tác giả nói rằng là ivermectin có hiệu quả đó. Thì sau một thời gian các bạn xài khoảng chừng cỡ vài ba ngày á, cái khả năng mà tăng men gan của bạn á, cũng rất là cao. Huống chi là chúng ta sử dụng ivermectin mà để điều trị virus, giả sử như nó có hiệu quả với cái liều đó thì nó phải gấp đôi. Như vậy thì cái khả năng mà suy gan rất là cao. Thành ra những cái chuyên gia về tiêu hóa nói là cho dù thuốc đó là một thuốc có hiệu quả để diệt virus thì người ta cũng rất là e dè, bởi vì là cái khả năng phá hủy cái gan của thuốc đó rất là cao. Nhưng mà cho tới hiện nay thì người ta cũng đã chứng minh được rất là rõ ràng rồi, thuốc đó hoàn toàn không có hiệu quả gì để mà diệt virus hoặc là có thể làm giảm cái mức độ nặng của bệnh của các bạn. Thì ngoài ra còn có những thuốc khác, ví dụ như kháng sinh chẳng hạn, thì các bạn cũng không nên tự động uống, trừ khi nào chúng ta có những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy, ví dụ ho khạc đàm vàng, chúng ta sốt rất là cao, triệu chứng nhiễm trùng, thì trong trường hợp đó chúng ta nên kiếm bác sĩ, chúng ta hỏi ý kiến. Chúng ta không nên tự động mua các cái loại thuốc kháng sinh như những cái toa mà người ta truyền với nhau nha. Cảm ơn cô Tú Quyên rất là nhiều. Cô Tú Quyên đã đi rất sâu về cái vấn đề mà thuốc kháng virus để mà mọi người hiểu, và nhất là các em ở đây
các em ở đây dù các em trên 18 tuổi nhưng mà con trong cái độ tuổi sinh sản thì là sử dụng các loại thuốc kháng virus cũng phải rất là thận trọng. Vì vậy hiện nay đó là ở các bệnh viện đã có nhận điều trị kể cả các em có COVID dương tính, chứ không phải như trong thời gian giãn cách. Vì vậy thành ra nếu mình có triệu chứng mà nặng thì là mình nên đến bệnh viện để các bác sĩ chỉ định, chứ không nên tự uống thuốc. Thì cái đó là tổng kết những cái gì mà cô Quyên nói các em đã hiểu rồi. Tôi chỉ muốn nhắc lại một lần cuối là như vậy để các em biết là các em có thể đi khám để được cho thuốc, chứ không nên uống những cái toa thuốc truyền tay hoặc là đi mua tiệm thuốc tây rồi cầm về uống hết thì là không nên. Bây giờ là đến cái câu hỏi dành cho thầy Quế. Thầy Quế đã đảm nhận cái phần báo cáo cuối cùng là phần hậu Covid. Thì trong cái bài thầy Quế gần như là trả lời gần hết những cái câu hỏi mà được đặt ra ở đây. Thì ở đây tôi chỉ tóm lại và tôi xin thầy Quế cho hai cái ý kiến. Cái thứ nhất đó là ở đây đề cập rất nhiều các triệu chứng trong các câu hỏi. Thứ nhất là triệu chứng mà sau khi mà nhiễm Covid xong là vẫn tiếp tục ho, vẫn tiếp tục khạc đàm, vẫn tiếp tục tức ngực, khó thở. Cái thứ hai đó là sau đó đó thì là không có ngủ được, căng thẳng và kém tập trung. Cái thứ ba đó là rụng tóc. Cái thứ tư là đau nhức cơ. Tôi thấy có thầy Quế có nói hết đó. Cái nữa đó là bệnh nhân có cái cảm giác giống như là mình có vướng cái gì trong cổ họng rất là khó chịu. Đó, và cái cảm giác mệt mỏi, có nghĩa là cảm giác mệt mỏi hụt hơi là tất cả những cái triệu chứng này đó. Thì câu hỏi đặt ra đó ở đây cho thầy Quế, làm thế nào để mình xác định được là cái những triệu chứng đó là triệu chứng của hậu Covid thật sự cần phải điều trị, và những triệu chứng đó do sự lo âu căng thẳng trong thời gian bị mắc Covid mà nó tạo nên các triệu chứng đó, và cái hướng sẽ xử lý như thế nào? Xin mời thầy Quế. Vâng, rất là cảm ơn các cái câu hỏi mà rất là thực tế. Có lẽ là mình đầu tiên thì mình phải thấy là cái chuyện là hậu Covid thì ai là người mới bị hậu Covid. Tất cả các bài chúng ta đều nói rồi. Một đó là phải bị Covid nặng. Covid nặng là gì? Covid nặng là phải vào bệnh viện, mà vào bệnh không chưa đủ mà phải bị hồi sức. Những trường hợp mà bị hậu Covid mà thầy nói là phần lớn là những trường hợp phải hỗ trợ thở bằng oxy. Khi mà chúng ta thở oxy nhiều thì cái phổi nó dễ bị sơ, mà khi nó bị sơ nhiều như vậy thì sau đó là bắt đầu thấy khó thở. Cho nên là tất cả các em và các thầy cô cũng lưu ý là nếu như mà mình bị nhiễm Covid mà chỉ có uống monopiravir hoặc là uống thuốc cảm, uống thuốc gì đấy xong mình hết bệnh thì mình khỏi phải lo chuyện hậu Covid. Tại vì cái nguy cơ mà các em bị hậu Covid là gần như không có. Nói là gần như không có luôn, cho nên là mình không phải sợ. Đấy là cái chuyện số 1. Chuyện số 2 là gì? Chuyện số 2 là những trường hợp mà sau khi bị nhiễm Covid nhưng mà sau đó mình vẫn tiếp tục thấy có triệu chứng nghi ngờ là hậu Covid, thì phần đông những trường hợp đấy là những trường hợp gì? Những trường hợp có bệnh nền. Thế thì bây giờ làm sao biết được cái mệt sau khi bị nhiễm Covid là do bệnh nền người ta bị? Do tiểu đường, do huyết áp, do thiếu máu cơ tim, do thiếu máu não, hay là tại vì Covid nó bị tắc mấy mạch máu trong đấy xong sinh ra chuyện đó? Thế thì để mà có thể mà xác định được một cách chính xác cái chuyện đấy thì bắt buộc là gì? Bắt buộc là mình, một đó là phải gặp thầy thuốc, không phải thầy thuốc về Covid mà gặp thầy thuốc chữa bệnh nền. Nếu các em đang bị bệnh thiếu máu cơ tim phải tìm bác sĩ tim chữa. Nếu các em, các thầy cô đang bị bệnh mạch máu não, đang bị tiểu đường thì phải tìm bác sĩ chữa về tiểu đường, chữa về mạch máu não, để xem là cái mệt này do cái chuyện là bệnh nền hay là do Covid. Thầy đang nói cái chuyện là chúng ta cảm thấy mệt, chúng ta cảm thấy khó thở thì cần phải phân biệt với chuyện đấy. Thế còn vấn đề thứ ba nữa là vấn đề liên quan đến chuyện lo âu, mất ngủ, rụng tóc. Thì ở đây phải xin nói thế này, chích vaccine có một tỷ lệ nhất định là bị rụng tóc. Thế chúng ta thấy là người ta thống kê hết rồi. Chích càng nhiều tóc rụng càng nhiều. Cho nên thôi, hai mũi cơ bản là tốt rồi. Nếu yếu tố nguy cơ nhiều, chích thêm mũi tăng cường. Nhớ không? Còn nguy cơ mà nhiều quá nữa thì thôi mình thêm lần tăng cường lần nữa. Nhớ? Còn nếu không thì thôi, các em sinh viên thì thầy khuyên nhớ, hai mũi cơ bản thế là tốt. Còn trừ khi mình thừa cân, trừ khi mình nguy cơ này kia nọ thì mình sẽ cân nhắc thêm. Đấy là chuyện số 1, thì các em sẽ đỡ bị lo lắng căng thẳng. Tại vì thực chất khi mình tiêm, nói thế tiêm đau chứ, sợ chứ. Ông thầy tiêm thầy khóc luôn. Thầy tiêm hai mũi, hai lần không khóc. Rồi thôi, đấy là cái chuyện thứ hai, là cái chuyện là về vấn đề là mình lo lắng. Nhưng về lo lắng thì đầu tiên là mình phải hiểu cái chuyện là hậu Covid có thể có hay không.
Cho nên là vấn đề suy nghĩ, mình đừng suy nghĩ mình phải làm việc bình thường, các em chịu khó đi học nha, học bài rồi chịu khó đi chuẩn bị bài thi thì sẽ hết bị lo lắng. Tại sao cái giai đoạn đầu tiên là mình bị lo lắng rất là nhiều? Tại vì lúc đấy không làm gì cả. Thế còn bây giờ chúng ta bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường, cho nên mình không nên bận tâm nhiều đến cái chuyện là à mình bị hậu Covid. Thế còn làm sao để cho chúng ta đỡ mệt, ăn uống đủ chất, vận động tập thể dục cho tốt, cái đó là sẽ giúp cho các em đỡ cái chuyện bị mệt. Nếu mà có bệnh nền phải uống thuốc chữa bệnh nền thật tốt. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề gì? Vấn đề về gọi là tập trung suy nghĩ được tốt hay không tốt, nhưng mà mất ngủ hay không mất ngủ. Nếu mà mình ban ngày mình vận động nhiều, làm việc nhiều thì tối ngủ dễ. Còn nếu mà ban ngày mình cứ ngồi mình xem điện thoại mới đọc đấy là thế nào cũng bị, sẽ rất là dễ bị mất ngủ. Thì đấy là vấn đề mà liên quan đến hậu Covid và mình cách để mình phòng tránh. Cho nên quan trọng nhất trong đấy là vấn đề là tinh thần và tư tưởng. Thế tuy nhiên phải nói thật là có rất là nhiều người mình làm hết rồi nhưng vẫn không được. Yếu tố tinh thần của các em, có nhiều em là không thể là kiểm soát được mình, luôn luôn là lo lắng. Thì trong trường hợp đấy là chúng ta phải tìm gặp ai? Tìm gặp bác sĩ tâm lý. Nhà tìm gặp bác sĩ tâm lý thì nếu các em không thể gặp trực tiếp được thì các em có thể gọi điện thoại xin tư vấn. Các bệnh viện đều có những cái trung tâm tư vấn về vấn đề tâm lý. Thì cái chuyện này em xin tư vấn trước. Còn nếu mà thấy tư vấn vẫn chưa đủ thì mình nên liên hệ với các bệnh viện có bác sĩ để điều trị cho mình cái chuyện tâm lý. Có thể là mình sẽ phải uống thuốc một thời gian để ổn định vấn đề tinh thần, thì sau đó thì mình sẽ hết. Còn nếu như chúng ta cứ cố gắng, chúng ta tự, chúng ta đi uống thuốc, tự nghe người này bày người kia mách, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng hậu Covid mình nó nặng hơn. Thì đấy là cái vấn đề mà kinh nghiệm trong vấn đề là chúng ta phòng ngừa cái chuyện là hậu Covid làm sao cho tốt. Thầy nói thêm một chút xíu nữa là hồi nãy thì cô Quyên có nói là cái chuyện là thuốc chữa kháng virus Monupiravir rồi Favipiravir đó, nhưng thì không phải chỉ có nữ không nhá, nam cũng không nên uống. Nếu mà các em mà dự kiến là chuẩn bị là có em bé, nhớ không? Tại vì vào trong đấy cũng có khi là bị ảnh hưởng, cho nên kể cả nam và nữ trên 18 tuổi. Nhưng mà nếu có dự định mà có em bé thì không nên uống mấy thuốc này. Nhờ có muốn thì cũng phải chờ sau 3 tháng. Xin cảm ơn thầy Quế rất là nhiều. Như vậy là ba thầy cô đã trả lời hết những câu hỏi rồi. Bây giờ có những câu hỏi mà nó có liên quan đến cô Anh Thư về cái biện pháp phòng ngừa trong cái giai đoạn này, thì tôi nghĩ là trong bài của cô Anh Thư đã có nói hết rồi, thành ra là tôi chỉ tóm lại thôi. Trong cái biện pháp phòng ngừa đó thì cũng có liên quan đến câu hỏi là phải ăn uống gì, phải sử dụng vitamin như thế nào. Thì là để mà tóm lại những câu hỏi này đó thì tôi có thể nói một câu là như vậy: cái sức khỏe của mình đó sẽ giúp cho mình tạo ra kháng thể để kháng tất cả, chứ không phải là chỉ kháng một cái con virus mà coronavirus, hay là nhờ kháng cái con SARS-CoV-2 mà cái loại coronavirus cũng gây ra rất là nhiều bệnh. Ngoài ra còn có những loại siêu vi khác và kể cả vi khuẩn khác. Thành ra cái câu đầu tiên đó là phải là thể dục thể thao. Cái câu này nghe giống như là một câu sáo ngữ nói tới nói lui, nhưng thật ra rất là cần thiết. Tại vì chúng tôi tư vấn cả ngàn bệnh nhân đó, thì đúng là bệnh nhân nào có thể dục thể thao thì vượt qua tốt hơn. Cái thứ hai là ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là đối với các em sinh viên. Giờ học nè, rồi là làm biến nấu ăn nè, rồi là điều kiện kinh tế nữa. Thành ra dù gì đi nữa thì các em cũng lưu ý. Giống như tôi nói với cô Bình đó, thay vì ăn một tô mì gói thì mấy em ăn một miếng cơm với là một cái trứng, nó vẫn tốt hơn. Thí dụ vậy, thành ra các em sẽ nghiên cứu thêm để mà có thể cung cấp đầy đủ cho mình, để mình đừng có bị xuống sức. Và cái vitamin đó không phải là giải quyết được mọi vấn đề. Có cái loại gì uống loại đó, không có thì cũng không sao. Thành ra đừng có bị ám ảnh là vitamin giúp cho mình là chống lại được Covid đâu nha. Thành ra cái sức khỏe và cái ăn uống là quan trọng. Và cái thứ ba đó là cái mà cô Anh Thư nói. Thì hiện nay trong cái 5K đó, thì về khoảng cách đó, thì chúng ta chỉ là giữ tối thiểu thôi. Có nghĩa như bây giờ các em ngồi dậy, các thầy cô sở dĩ mà dám tháo khẩu trang là bởi cách các em rất là xa. Và cái nữa đó là cái mà gọi là khai báo rồi gì đó, thì tất cả những cái 3K kia là gần như là chúng ta đã giảm nhiều. Nhưng mà cái mà về cái kiểm soát nhiễm khuẩn là rửa tay đó thì rất là quan trọng. Thì trong đó sẽ có kết hợp thêm đó là các mặt bằng. Có nghĩa là chúng ta sẽ là ở nơi chúng ta ở nơi chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ giữ vệ sinh tối đa.
Và cái nữa là chúng ta thường xuyên mang khẩu trang, cũng như chúng ta thường xuyên là làm vệ sinh, thì cái đó là cách phòng ngừa rồi. Tất cả những cái này các em đều biết hết, nhưng mà vì các em đặt câu hỏi thành ra là tôi buộc phải trả lời. Thì để như vậy để cho các em nhắc lại, cũng như là để chuẩn bị kết thúc của cái buổi hôm nay. Thì nếu như cô Bình thấy không còn câu hỏi nữa thì tôi xin tổng kết lại như sau. Thứ nhất đó là các thầy cô trong thời gian mà đúng ra là dự kiến 2 tiếng mà giờ chúng ta kéo ra đến 3 tiếng đã báo cáo 4 bài rất là cơ bản. Và những bài này thì theo tôi biết thì trường đại học sẽ tiếp tục phát trên các clip hoặc trên Facebook để các em có thể giới thiệu cho gia đình, bạn bè cùng nhau xem lại, và chúng ta sẽ phổ biến rộng, không phải chỉ ngưng ở các sinh viên của hay là các thầy cô giáo của đại học mở, mà chúng tôi mong muốn rằng buổi hôm nay sẽ được lan truyền đến toàn thể mọi người mà các em quen biết. Như vậy là 1 × 10, 10 × 100, 100 × 1000, thì như vậy chúng ta sẽ có những thông tin chính thống để truyền đạt đến mọi người, để ngăn chặn những cái gì mà lâu nay mọi người nghĩ sai. Thứ hai nữa là tôi rất thay mặt cho các đồng chủ tọa cũng như là báo cáo viên rất cảm ơn là bác sĩ Bình, là một thành viên tích cực của tổng đài 1022-3 vừa qua tư vấn cho bệnh nhân F0, đã có cùng với là đoàn thanh niên của đại học mở nghĩ ra cái buổi talk show hôm nay để chúng tôi có thể tiếp cận các sinh viên cũng như các thầy cô giáo và giới thiệu những cái thông tin về COVID-19. Cảm ơn ban giám hiệu của đại học mở cũng đã tạo điều kiện để chúng ta tổ chức ngày hôm nay. Và một lần nữa cảm ơn toàn thể các em sinh viên đã ngồi đây 3 tiếng đồng hồ để nghe các thầy cô báo cáo cũng như là cùng tham gia thảo luận. Và xin cảm ơn toàn thể các thầy cô cũng như các sinh viên đang theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi mong muốn rằng những kiến thức này có phần nào đó góp phần bổ ích cho tất cả mọi người tham dự và lan truyền đến cộng đồng của chúng ta. Xin cảm ơn. Các bạn thân mến, và phần trao đổi của các thầy cô vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và thay mặt cho ban tổ chức cũng như toàn thể các bạn sinh viên đang tham dự chương trình, chúng em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý thầy cô vì đã mang đến những kiến thức vô cùng bổ ích. Và tin rằng sau buổi tọa đàm ngày hôm nay thì các bạn sinh viên cũng đã có cho mình những kiến thức và những giải pháp hữu ích để giúp bảo vệ cho sức khỏe của bản thân cũng như là gia đình mình. Và cuối chương trình thì em xin được phép kính mời các vị khách mời sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm từ phía nhà trường. Xin được phép kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban điều hành Tổng đài 1022-3. Xin trân trọng kính mời Bác sĩ chuyên khoa 1, cô Nguyễn Thị Bình. Xin trân trọng kính mời Thạc sĩ Bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh, Phó trưởng bộ môn truyền nhiễm Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin trân trọng kính mời Thạc sĩ Bác sĩ Trần Thị Tố Quyên, giảng viên bộ môn Nội Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và cuối cùng xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, điều hành Bệnh viện Dã chiến số 8. Và sau đây xin được kính mời lên sân khấu cô Hồ Minh Nhiên, Phó Chủ tịch Công đoàn trường sẽ tiến lên sân khấu để trao tặng hoa cho các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Và một lần nữa thay mặt cho chương trình, em rất cảm ơn các quý thầy cô đã nhận lời mời đến tham dự và chia sẻ những lời chia sẻ vô cùng bổ ích đến các bạn sinh viên ngày hôm nay. Và cũng rất cảm ơn các bạn sinh viên đã dành thời gian tham dự cùng với chương trình. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.